hiểu. Ok, rồi. À, hôm nay thì chúng ta sẽ đọc sách về nội dung đấy là cái cách mình đối diện với những cái khiếm khuyết hay là với những cái thất bại của con như thế nào. À, hôm qua thì em cũng đọc được một câu nói cũng khá là hay và thú vị. Đấy là khi mà chúng ta căng thẳng, chúng ta đánh mắng hay là quát nạt con ấy, thì con nó sẽ không ghét chúng ta, mà nó có thể là nó sẽ cảm thấy là không, tức là con nó sẽ không yêu chúng ta. À, không phải là nó sẽ không yêu chúng ta, mà là nó sẽ không yêu chính bản thân nó. Đấy, thế thì nó lại vô tình, nó lại cũng liên quan đến cái nội dung mà sáng nay em muốn đọc cho mọi người. Đó là nội dung khi mà chúng ta đối diện với những cái gọi là những cái thất bại hay là những cái sai sót của con, thì chúng ta sẽ làm như thế nào, rồi là tất cả sự giáo dục đều là vì tương lai của con. Thì bây giờ mình sẽ đọc cái này mọi người nhá, đọc cái phần phần đọc sách của buổi hôm nay. Sau đó là em sẽ giới thiệu mọi người một bộ sách rất là hay. Bộ sách này thì bạn Hugo mới được tặng hôm Giáng sinh, hôm Noel, và sau mấy hôm đọc sách cho bạn ấy thì em thấy đây là một cái bộ sách mà có lẽ là các mẹ rất là nên có để đọc cho con mình, gieo vào cho con mình những cái tính cách tốt. Ok, mọi người sẵn sàng lắng nghe nội dung ngày hôm nay chưa ạ? Mọi người sẵn sàng rồi thì chúng ta sẽ comment SS nha. Xong là chúng ta sẽ bắt đầu. SC, sẵn sàng. Vui và hôm hôm nói chung chủ nhật mọi người cứ thoải mái nha. Là một buổi mà chúng ta chia sẻ với nhau, không hề học tập gì cả đâu. Cứ thoải mái ạ. Rồi, chúng ta sẽ cùng đọc ạ. Đây. Vào một ngày cuối tuần đẹp trời, nhà Albert Einstein có tổ chức một bữa tiệc. Hôm nay vườn hoa sau nhà của Albert Einstein rất náo nhiệt, đám trẻ con không ngừng chạy qua chạy lại, đuổi theo những chú bướm đang bay lượn, chúng gọi nhau ý ới. Ở phía xa có một cậu bé ngồi một mình cạnh vườn hoa, cậu nhìn đàn kiến dưới đất bò qua bò lại, tiếng ồn nào bên ngoài dường như không ảnh hưởng tới cậu. Cậu bé đó chính là nhà vật lý học có ảnh hưởng lớn nhất thế giới sau này, Albert Einstein. Một người hàng xóm nhìn thấy Einstein liền nói với mẹ cậu: "Einstein đang làm gì vậy? Sao cậu bé không chơi cùng với lũ trẻ?" Người mẹ hiền từ nhìn con nói: "Nó đang nghĩ đấy." Người hàng xóm lo lắng hỏi: "Tôi thấy Einstein thường xuyên ngồi một mình, rất ít nói, hình như phát triển chậm hơn những đứa trẻ khác. Anh chị không thấy lo lắng sao?" Người mẹ quay đầu lại, mỉm cười nhìn người hàng xóm, nghiêm túc nói: "Con trai nhà chúng tôi rất bình thường, chỉ là nó khá trầm tính. Đó là vì nó đang suy nghĩ. Có một ngày nó sẽ trở thành một giáo sư nổi tiếng." Sự tin tưởng của bố mẹ với Einstein giúp cậu trưởng thành theo cách của mình, đồng thời trở thành nhà vật lý vĩ đại nhất thế giới. Sự trưởng thành của Einstein nói với chúng ta rằng mỗi đứa trẻ đều có đặc điểm riêng, có sở trường và cũng có sở đoản. Do vậy, cha mẹ cần hiểu và tin tưởng trẻ, dù trẻ là người bình thường hay là thiên tài, là hoàn mỹ hay khiếm khuyết. Cha mẹ đều cần tìm tìm hiểu ưu điểm sở trường của trẻ, từ đó cho trẻ nền giáo dục tốt, giúp trẻ thành tài. Cha mẹ Do Thái cho rằng mỗi đứa trẻ đều có cá tính riêng, cha mẹ nên thuận theo tính cách đó mà bồi dưỡng, không nên chờ đợi trẻ trở thành thiên tài. Cha mẹ cần học cách khoan dung để nhìn nhận sự khác biệt ở mỗi đứa trẻ, chấp nhận tất cả con người trẻ. Giống như là Linh đọc sách à. Thực ra nếu mà tốt thì mọi người có thể là gọi là mua sách giấy thì mình cũng cũng sẽ nghiên cứu nó được kỹ lưỡng hơn đấy. Còn lát nữa thì em cũng sẽ gửi lại cho mọi người nhé. Lần trước cũng đã gửi rồi thì phải gửi gửi cái nội dung cuốn sách này rồi. Đâu nhỉ? À, đây, cha mẹ cần tìm hiểu những cái gọi là ok này nó hơi khác so với đây, ví dụ thế. Nó hơi khác cái máy kia của em. Bây giờ mọi người cứ 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 nghe những cái ý nào mà em nhấn mạnh nhá. Đây, cha mẹ cần hiểu và tin tưởng trẻ, dù trẻ là người bình thường hay là thiên tài, là hoàn mỹ hay khiếm khuyết, đúng không ạ? Đấy, mỗi đứa trẻ nó sẽ có một cái đặc điểm riêng. Con vốn dĩ là thế, con vốn dĩ là thế, và mỗi cá thể trên thế giới này, kể cả như bản thân chúng ta cũng là duy nhất, đúng không ạ? Không không có ai y giống y hệt mình hết, đúng không ạ?
Thậm chí đấy là chúng ta hãy hiểu rằng là mình sẽ có những cái đặc điểm, và vì thế nên là có một 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 câu nói, à một cuốn sách đề ngay từ cái tiêu đề thôi đã nói rằng là sinh ra là một bản thể, đừng chết như một bản sao. Có nghĩa đấy là mỗi người sẽ là một cá thể riêng độc lập và có một cái sự đặc biệt gì đó, đúng không ạ? Giống như là như bản thân chính chúng ta cũng thế, cũng có những lúc mà chúng ta hơi tự ti khi mà thấy một ai đó người ta có một cái điểm mạnh nó rất là rõ rệt, còn mình không có cái điểm mạnh đó, mình cảm thấy tự ti. Nhưng mà bản chất đấy là chúng ta đều có những cái điều để đáng tự hào, đúng không ạ? Và con của chúng ta cũng cũng là như thế. Giống như là ví dụ như bản thân em ngày xưa khi mà đến với công việc Ori và nhìn thấy những bạn mà rất là tự tin, các bạn ấy có khả năng đứng trên sân khấu, kể cả như là mọi người nhìn thấy có rất là nhiều người mà có khả năng tự tin nói chuyện theo một cách nó rất là năng lượng, ví dụ như chị Thanh Lan hay là chị Hải Lý chẳng hạn. Chỉ cần nói hai ba câu thôi đã cảm thấy rất là năng lượng, đúng không ạ? Và đôi khi chúng ta cũng cảm thấy tự ti đấy là thế thì mình không không làm được giống như họ, có thể là chắc là mình không 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 thành công được như họ đâu. Nhưng mà về sau thì khi mà mình hiểu về cái việc đấy là mỗi người sẽ có một cái điểm mạnh ấy, mình sẽ tự tin về cái điều đó và mình tự hào về 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 bản thân mình. Thế thì cái sự tự tin đó thực ra nó nên được nuôi dưỡng từ ngày bé. Có rất nhiều người đến lúc lớn rồi cũng không biết điểm mạnh của mình là gì, bởi vì ngày bé mình không không được khơi gợi ra cái điều đó, đúng không ạ? Thế thì chúng ta sẽ cùng xem người Do Thái họ làm như thế nào để có thể là khơi dậy những cái tiềm năng của trẻ, hay là cái cách đối diện với những cái khuyết điểm của con, mọi người nhé. Văn hóa Do Thái đã từng lưu truyền câu: nếu con của bạn có tài nghệ làm thợ bánh mì thì đừng ép buộc con làm bác sĩ. Vì thế khi giáo dục con cái, đầu tiên cha mẹ cần chấp nhận đặc trưng riêng của con. Mỗi đứa trẻ khi sinh ra đã vô cùng đặc biệt, chúng có một sức mạnh tiềm ẩn. Nếu cha mẹ bắt ép trẻ làm theo ý nguyện của mình sẽ vô tình phá hoại sức mạnh tiềm ẩn ấy. Do đó các bậc cha mẹ Do Thái đều tôn trọng tính cách độc lập và cá tính khác biệt của con, chấp nhận tất cả ưu khuyết điểm của con. Người Do Thái cho rằng giáo dục trẻ không phải là bồi dưỡng thiên tài mà là để trẻ sống bằng chính con người mình. Đấy, giáo dục không phải là để trở thành một đứa trẻ gọi là thiên tài, đúng không ạ? Mà là chỉ đơn giản đấy là được sống với đúng con người của mình, được làm tốt nhất những cái gì có thể. Cũng rất là giống cái câu nói đấy là đừng đừng bắt cá leo cây, đúng không ạ? Đấy, mỗi đứa trẻ đều có thiên phú riêng, đều vô cùng đặc biệt. Vì vậy cha mẹ cần có phương pháp giáo dục thích hợp để trẻ phát huy tài năng tiềm ẩn của mình. Chúng ta có thể học cách người Do Thái dạy con về phương diện này như sau. Thứ nhất, bày tỏ thái độ của mình với con. Trong gia đình Do Thái, cha mẹ thường xuyên thể hiện sự tin tưởng với trẻ, cho dù trẻ đang trong tâm trạng như thế nào, cha mẹ đều đặt mình vào vị trí của trẻ để hiểu trẻ, chứ không đứng ở góc độ của mình để trách mắng trẻ. Cha mẹ Do Thái rất kiên nhẫn với con cái, thường dùng lời lẽ dễ hiểu để bày tỏ sự tin tưởng, hài lòng của mình với con qua những buổi trò chuyện, từ đó giúp trẻ tăng thêm sự tự tin và phát huy được tiềm năng vốn có. Đấy, tức là bày tỏ cái thái độ của mình rõ ràng đối với trẻ, đúng không ạ? Thường thường xuyên thể hiện cái sự tin tưởng với trẻ. Đó. Thứ hai, đấy là bình thản chấp nhận thất bại và khuyết điểm của con. Trong quan niệm của cha mẹ Do Thái, trẻ thất bại và phạm lỗi là điều bình thường. Trẻ chưa có đủ kinh nghiệm và khả năng tự ý thức và xử lý tình huống nên khó tránh khỏi thiếu sót và phạm lỗi. Khi đối diện với thất bại và lỗi lầm của con cái, cha mẹ Do Thái thường chọn thái độ khoan dung độ lượng với con, chấp nhận khuyết điểm và yếu kém của con, cổ vũ con tìm cách khắc phục. Họ hiểu rằng chỉ có bao dung và vị tha mới giúp trẻ giải tỏa được nỗi sợ hãi, xóa bỏ cảm giác phạm lỗi, giúp trẻ vượt qua thất bại và bước đến thành công. Đấy, bình thản, đúng không ạ? Chấp nhận những cái thất bại và khuyết điểm của con, những cái sai sót của con. Thứ ba, đấy là chấp nhận không có nghĩa là dung túng. Cha mẹ chấp nhận sự khác biệt tính cách, ưu điểm, khuyết điểm của con cái không có nghĩa là dung túng cho trẻ. Trong quan niệm của người Do Thái, trẻ có thể phạm lỗi, làm sai, nhưng không thể làm những việc tổn hại đến bản thân và người khác. Cha mẹ có thái độ bình tĩnh chấp nhận những khuyết điểm của trẻ, nhưng khi trẻ mắc lỗi, cha mẹ sẽ dùng những biện pháp giáo dục nghiêm khắc. Cách làm này của cha mẹ nói với trẻ rằng cha mẹ luôn yêu thương, khoan dung với trẻ, nhưng cũng cần có nguyên tắc. Cha mẹ cần hướng dẫn trẻ hành động đúng đắn. Đấy. Yêu trẻ chính là chấp nhận trẻ. Điều này sẽ mang lại cảm giác an toàn và tự tin cho trẻ để trẻ có được sức mạnh to lớn. Ngoài ra, sự khẳng định của cha mẹ cũng giúp trẻ học cách chấp nhận người khác, từ đó giúp trẻ có một trái tim khoan dung, rộng lượng. Đó. Thế thì khi mà chúng ta đọc những cái gợi ý như thế này thì mình sẽ
ứng dụng với cái việc mà mình nuôi dạy con như như thế nào đúng không ạ? À, thứ nhất đấy là về cái việc mà mình bày tỏ thái độ với con, tức là cái này là giống như đây có cái ý đó là mình sẽ bày tỏ cái sự tin tưởng, gọi là thể hiện cái sự tin tưởng của mình đối với trẻ đúng không ạ? Thế thì cái nữa đấy là mình cũng rất là nên nói ra cho con biết được là cái điểm mạnh của con là gì, bằng cái việc đấy là chúng ta hãy quan sát con nhiều hơn, quan sát chứ không phải là ngồi và sau đấy là quát tháo mắng nhiếc nó đúng không ạ? Tức là mình chỉ quan sát thôi, xem là con đang con là một đứa trẻ và có những cái điểm mạnh như thế nào, và khi mà nó làm được một cái gì đó tốt thì chúng ta hãy nên có một lời khen, và lời khen đấy nó không phải là ôi sao con giỏi quá các thứ một cách rất là chung chung. Chúng ta hãy khen và khen một cách cụ thể hơn, khen một cách cụ thể xem là mình khen con ở cái điều gì, con làm tốt điều gì đúng không ạ? Và ví dụ là mẹ, ôi mẹ không nghĩ là con có thể làm được cái này đâu, hay là con mẹ thấy con tô màu rất là khéo đấy, con biết cách chọn màu rất là phù hợp đấy. Đấy, ví dụ như là bạn Hugo bạn ấy rất là thích những cái làm những cái món đồ kiểu như thế này. Hôm qua bạn ấy mới thiết kế ra một cái con này, mọi người biết đây là cái con gì không? Đây là cái con hoạt hình mà gọi là từ cái miếng rửa bát. Ý ý là kiểu như là cái con hoạt hình mô tả cái miếng rửa bát đấy. Đấy, thế là lúc bạn ấy rửa bát, bạn ấy nhìn thấy mẹ rửa bát, bạn ấy bảo là mẹ ơi, sao mẹ không vẽ mồm miệng cho cái bạn miếng rửa bát hả mẹ? Cái bạn miếng rửa bát này giống bạn format đúng không? Bạn đấy cũng có màu vàng giống bạn format đúng không? Nhưng mà bạn ấy có hình chữ nhật. Thế là một lúc sau thấy nó hì hụi, xong bắt đầu nó dơ ra cái con này. Xong rồi thấy mày mềm đó, mẹ ơi mẹ sờ đi. Thôi là hỏi là thế bên trong là cái gì đấy? Bông mẹ ạ. À, thế bông con lấy ở đâu? Nó lấy ở trong cái con một cái con gấu bông ấy, một cái con gấu bông của nó, thế nó bị rách cái cổ, thế nó moi bông ra nó nhồi vào cái con này. May quá một bà mẹ rất là nhân từ, không quát mắng gì con. Trông nó rất là dễ thương đúng không ạ? Đấy thì mình có thể là khen con theo kiểu đấy là ô Hugo rất là sáng tạo đấy, Hugo làm được cái con này rất là dễ thương đấy, ví dụ thế mình khen con. Hoặc là cũng có những cái biện pháp mà cũng có những cái cách thức để mình có thể phát gọi là biết được cái điểm mạnh của con là gì. Đôi khi mình còn chả biết là điểm mạnh của con là gì đúng không ạ? Thì cũng có một số cái phương pháp hỗ trợ, ví dụ như là cái phương pháp sinh trắc vân tay, em thấy cũng là một cái cách gọi là để mình có thể là biết con mình có điểm mạnh gì cũng khá là thú vị. Mọi người có thể tham khảo cái phương pháp đấy. Và tức là nó dựa trên cái việc đấy là mỗi người thì chỉ có, tức là mỗi người sẽ có một cái vân ở trên bàn tay nó khác nhau ấy, và cái vân đấy nó sẽ thể hiện ra những cái gọi là những cái đặc điểm, những cái trí thông minh cũng như là cái hướng, ví dụ như là cái gọi là cái mật độ tế bào thần kinh nó khác nhau ấy. Đấy, ở ở ở tức là nó sẽ ảnh hưởng đến cái điểm mạnh của mỗi đứa trẻ nó khác nhau. Thế thì mình có thể tham khảo đấy một cái phương pháp. Thực ra là mọi cái nó đều chỉ là một cái phương pháp để cho chúng ta sau đấy là mình sẽ quan sát con mình thôi, bởi vì nhiều khi đấy là một đứa trẻ nó có điểm mạnh ở cái góc ở ở cái khía cạnh như thế này, thì chúng ta sẽ cũng cũng sẽ thấy đấy là tại vì sao có những người khi mà sinh trắc vân tay, tức là một người lớn nhá, khi mà sinh trắc vân tay và thấy người ta có một cái điểm mạnh rất lớn, ví dụ là về âm nhạc chẳng hạn, nhưng mình thấy họ không hề hát hay. Thế tại sao lại thế? Tại vì lúc bé họ không được phát hiện ra cái điều đó, và họ không được thả vào cái môi trường mà có thể phát huy ra được cái điểm mạnh của họ, nên là cái điều đó nó không không được thể hiện ra một cách rõ rệt đúng không? Thế thế còn nếu như mà chúng ta gọi là có thể là một cái gợi ý nào đó, một cái gợi ý để cho chúng ta có thể quan sát con của mình, nó cũng chỉ là một cái gợi ý để mình quan sát thôi. Ví dụ như là trong cái sinh trắc vân tay của bạn Hugo thì nói đấy là bạn ấy có cái khả năng vận động tinh, vận động tinh đó là cái sự khéo léo ấy, khả năng vận động tinh tức là khéo léo ở ngón tay này, nhưng mà vận động thô thì sẽ cần phải gọi là bồi dưỡng nhiều hơn, tức là cái khả năng gọi là cứ gọi vui vui như kiểu là thể dục thể thao đấy, đấy kiểu thế, là nó sẽ cần phải bồi dưỡng nhiều hơn. Thế thì mình cũng cứ quan sát con xem là bạn ấy thực sự là điểm mạnh ở cái gì, thì nó cũng là một cái gợi ý để mình có thể là giống như kiểu xem và ngẫm ấy, xem con mình như thế nào. Chứ còn tránh cái việc đấy là chúng ta kiểu xem xong rồi là mình lại kiểu như là nghĩ con mình cứ như là kiểu thiên tài ấy, bởi vì là nó sẽ cần phải có môi trường. Cái môi trường nó mới là cái mà quyết định xem là đứa trẻ đấy nó sẽ được phát triển như thế nào đúng không ạ? À, giống như là ví dụ bây giờ con của mình nó tính cách như thế này, nhưng giả sử mà bố mẹ khác nuôi nó, ví dụ như là bạn Hugo nhà Nga
mà nhà anh Sáu và chị Kim Trang nuôi chắc là tính cách của nó sẽ hơi khác so với bây giờ đấy, nó sẽ khác so với bây giờ, vì nó phụ thuộc vào cái sự nuôi dưỡng và cái môi trường nữa cơ, nên là đấy cũng là một cái phương pháp để mình có thể là phát hiện ra được xem là cái điểm mạnh của con là gì, và từ đó là mình quan sát và mình suy ngẫm đúng không ạ, mình có thể là thấy à rõ ràng là con có điểm mạnh như thế thì mình sẽ tạo cái môi trường để cho con phát huy, hay là tính cách của con nó có cái xu hướng như thế chẳng hạn, thì mình cũng sẽ quan sát, mình quan sát thôi để sau đấy là mình có những cái hướng điều chỉnh mà phù hợp với con, phát huy được những cái điểm mạnh của con, chứ không phải là mình xem những cái đó thế xong rồi là mình lại kiểu áp đặt cho con hoặc là mình lại quá kỳ vọng ở con, bởi vì mỗi đứa trẻ kể cả như nó có điểm mạnh như thế thì cái tốc độ phát triển của mỗi đứa trẻ nó cũng sẽ khác nhau ấy. Đấy. Và cái quan trọng đấy là chúng ta hãy luôn bên cạnh, mình có cái sự động viên, tin tưởng với con đúng không ạ? Thứ hai đấy là mình bình thản chấp nhận thất bại và khuyết điểm của con. Làm cái này thì nó sẽ không dễ đâu. Khi mà là con mình gặp những cái thiếu sót và phạm lỗi, nhưng mà thôi chúng ta cứ nỗ lực được tới đâu thì chúng ta sẽ làm tới đó đúng không ạ? Bằng cách đấy là mình sẽ thông cảm cho con và hiểu rằng là chính bản thân chúng ta để mà có thể là như bây giờ, để cho chúng ta bớt phạm những cái sai lầm đi thì chính chúng ta cũng đã từng phạm sai lầm và chúng ta rút kinh nghiệm thì mới có được như bây giờ đúng không ạ? Đấy, thì chỉ có bao dung vị tha mới giúp trẻ giải tỏa được nỗi sợ hãi này, xóa bỏ cảm giác phạm lỗi, giúp trẻ vượt qua thất bại và bước đến thành công. Đấy, thế thì ví dụ như là giả sử nếu như mà khi mà bạn Hugo bạn ấy có những cái sáng tạo như thế này, rõ ràng là bạn ấy cắt hỏng luôn một cái con gấu bông đúng không? Bạn nhồi vào đây. Thế nếu như mà mình mắng minh nhất con các thứ thì lần sau chắc là nó cũng sẽ dần dần nó sẽ kiểu không còn sáng tạo nữa, nó sẽ sợ rằng là cái sự sáng tạo của nó sẽ dẫn đến là nó sẽ bị mắng, sẽ bị mẹ quát tháo các thứ, thì nó sẽ không làm cái điều đó. Tự nhiên đấy là mình sẽ làm thu chột đi cái sự sáng tạo trong con đúng không ạ? Đấy, ví dụ thế. Rồi là chấp nhận không có nghĩa là dung túng đúng không ạ? Chúng ta sẽ có những cái biện pháp gọi là như kiểu là kỷ luật, hay là một cái biện pháp giáo dục với con cho nó phù hợp. Khi mỗi khi mà con phạm phải những cái sai lầm, mình sẽ phạt con làm sao đấy cho nó phù hợp đúng không ạ? Phạt thì sẽ phạt những cái gì đấy, ví dụ như là con sẽ, ví dụ như là con mà chơi với bạn mà con nói con đánh bạn hay là con nói bậy chẳng hạn, thì mình sẽ phạt con bằng cách đấy là ngày hôm đấy không cho con đi chơi với bạn nữa đấy, hoặc là con chơi đồ chơi mà con không có dọn chẳng hạn thì cất đồ chơi một ngày chẳng hạn, xong hôm sau mới bỏ xuống, và nếu mà con dọn thì mình mới cho con chơi, còn không là mình sẽ lại tiếp tục cất đi kiểu thế đấy, thì đó là những cái gọi là chấp nhận, không có nghĩa là dung túng đúng không ạ? Đó ok ạ. Đó thì đấy là về cái gọi là giống như kiểu là mình phát huy những cái điểm mạnh của con, cũng như là mình sẽ cái cách mà mình đối diện với những khuyết điểm hay là những cái thất bại của con đúng không ạ? Tiếp theo đấy là tất cả sự giáo dục đều là vì tương lai của con. Theo Theodor von Kaufmann, sinh ra trong một gia đình Do Thái ở Hungary, khi cậu 6 tuổi, anh trai phát hiện ra tài năng của cậu liền chạy đến nói với cha: "Cha ơi, Kaufmann có thể lập tức nói ra kết quả phép nhân ba số với nhau. Chúng ta hãy đưa em đến chỗ đông người biểu diễn, sau đó thu phí xem biểu diễn của họ." "Không, cha không thể làm vậy với em con," người cha từ chối. "Tại sao? Tài năng này của em chắc chắn sẽ khiến nhiều người kinh ngạc, chúng ta sẽ kiếm được nhiều tiền." Người anh tiếp tục thuyết phục cha. Người anh tiếp tục thuyết phục cha đúng không ạ? Em con chỉ thông minh một chút thôi, nếu em con cứ sống trong sự ca tụng sẽ không bao giờ học được cái mới nữa, cuối cùng chỉ có thể biến thành kẻ hiểu biết nửa vời, không có được thành công gì cả," cha nói với cậu con trai cả. Ngày hôm sau, cha dẫn Kaufman đến nhà một tiến sĩ nọ theo học địa lý, lịch sử, văn học, đồng thời nói với Kaufman không được chơi trò chơi toán học nữa. Khi Kaufman hơn 20 tuổi, cha mới cho phép cậu học lại toán học. Nhiều năm sau, Kaufman trở thành một nhà lãnh đạo xuất sắc trong ngành hàng không. Điều đáng quý là ông có một tinh thần nhân văn sâu sắc mà sự giáo dục đều được lĩnh hội từ cha ông. Người Do Thái có cách giáo dục đặc biệt với con cái. Từ nhỏ họ đã dạy con rèn luyện tính độc lập, tự suy nghĩ, không ngừng học hỏi để chuẩn bị cho sự phát triển tương lai sau này. Giống như cha của Kaufman, ông đã mời rất nhiều chuyên gia ở nhiều lĩnh vực đến dạy cho con. Điều này rất thường gặp ở gia đình Do Thái. Họ luôn coi trọng giáo dục, thông qua giáo dục bồi dưỡng tài năng cho trẻ, giúp trẻ có một tương lai thành công. Sự coi trọng giáo dục và cách thức giáo dục con cái của cha mẹ Do Thái giúp cho trẻ từ nhỏ đã có kiến thức phong phú, vốn hiểu biết sâu rộng. Những điều này giúp ích cho trẻ. Trẻ sẽ đạt được những thành công trong tương lai. Sigmund Freud, Albert Einstein, Pablo Ruiz, Picasso đều là những vĩ nhân có cống hiến lớn cho thế giới. Tất cả họ đều xuất thân trong gia đình Do Thái.
Dưới đây chúng ta hãy cùng xem người Do Thái có cách dạy con đặc biệt như thế nào. Đấy, từ một cái câu chuyện đúng không ạ? Đấy, ví dụ như là, đấy một đứa trẻ bé, mới có mấy tuổi nhỉ? 6 tuổi, đấy. À, mới có 6 tuổi thôi mà đã làm được phép nhân ba ba con số đúng không ạ? Quá là xuất sắc còn gì đúng không ạ? Phép nhân ba con số với nhau. Cậu anh định bảo cha đấy là cho em biểu diễn ở bên ngoài để thu tiền. Nhưng mà người cha nói đấy là em con chỉ thông minh một chút thôi. Nếu em con cứ sống trong sự ca tụng sẽ không bao giờ học được cái mới nữa. Cuối cùng chỉ có thể cuối cùng chỉ có thể biến thành kẻ hiểu biết nửa vời, không có được thành công gì cả. Đấy. Đấy, một người cha phải gọi là rất là có tầm nhìn đúng không ạ? Rồi chúng ta sẽ xem là người Do Thái dạy con như thế nào nhé. Dạy trẻ học cách độc lập. Trong gia đình Do Thái, cha mẹ đặc biệt coi trọng khả năng độc lập của trẻ. Họ không chỉ giao cho con làm việc nhà để nâng cao tính tự lập cho con, mà còn tận dụng cơ hội dạy con ý thức độc lập. Ví dụ khi trẻ thử tự mặc quần áo, cha mẹ Do Thái sẽ hướng dẫn và cổ vũ trẻ. Mục đích là để trẻ qua sự cố gắng của mình hiểu được tầm quan trọng của tính độc lập, từ đó không dựa dẫm, ỷ lại vào cha mẹ. Đặc biệt người Do Thái cho rằng để trẻ thực sự học được cách độc lập, trước tiên cần tôn trọng trẻ. Vì thế thông thường cha mẹ sẽ để ý đến suy nghĩ của trẻ trước khi yêu cầu trẻ làm việc gì đó. Cha mẹ thường tôn trọng lựa chọn của trẻ, tích cực cổ vũ trẻ dựa vào khả năng của bản thân. Đó. Tôn trọng trẻ đúng không ạ? À, thứ hai đấy là coi trọng suy nghĩ và tài năng của trẻ. Mọi người đều biết người Do Thái không chỉ chú trọng đến kiến thức đã học mà còn chú trọng đến tài năng thiên bẩm. Cha mẹ đã dạy trẻ từ nhỏ cần kết hợp kiến thức với tài năng, như vậy trẻ mới có thể đạt được thành công. Nếu chỉ có kiến thức mà không có tài năng thì chỉ là kiến thức rỗng, khó phát huy được giá trị đích thực. Ngoài ra họ còn coi trọng sự sáng tạo. Cha mẹ luôn cổ vũ trẻ khi học tập, cần học cách suy nghĩ, dũng cảm, nghi ngờ và đặt câu hỏi, đưa ra quan điểm của bản thân. Cha mẹ Do Thái cho rằng suy nghĩ là chìa khóa của trí tuệ, dũng cảm suy nghĩ và đặt câu hỏi mới biết được chân lý, còn việc học tập mà không suy nghĩ chỉ là bắt chước máy móc. Trong gia đình Do Thái, cha mẹ đặc biệt chú ý đến việc trò chuyện với trẻ, trả lời những thắc mắc băn khoăn của trẻ từ nhỏ để từ nhỏ trẻ đã được cha mẹ hướng dẫn. Trong quá trình nói chuyện, cha mẹ sẽ rèn luyện khả năng biểu đạt và khả năng logic cho trẻ. Đây là nguyên nhân giúp người Do Thái có tư duy biểu đạt và giao tiếp ấn tượng. Đó. Phương pháp dạy dỗ đặc biệt của người Do Thái là chuẩn bị tâm lý và rèn luyện phẩm chất cho con đối mặt với những khó khăn trong tương lai. Từ nhỏ trẻ đã được dạy rằng cho dù xã hội có thay đổi thế nào, cuộc sống có tàn khốc ra sao, thì nơi đáng tin cậy nhất chính là bản thân mình. Chỉ có không ngừng phấn đấu và rèn luyện, con mới có thể vượt qua mọi khó khăn, dũng cảm tiến lên. Vì sự thành công trong tương lai của trẻ, cha mẹ nên học theo người Do Thái, dạy dỗ con cái vì tương lai của chúng. Đó. Mình sẽ có những cái định hướng để mình dạy, gọi là giáo dục con đúng không ạ? Dạy trẻ học cách độc lập, đây là một cái mà rất là quan trọng đúng không ạ? Ngày trước khi mà bạn Hugo nhà Nga đi học mẫu giáo là bắt đầu 2 tuổi đi học mẫu giáo, từ lúc đấy là đã tự mặc quần thế xong rồi tự đi vệ sinh các thứ, và mình mà tức là giống như là gọi là từ cái lúc đấy nó làm những việc đấy thì mình sẽ thấy là kể cả như mặc quần mặc áo đi, cái chuyện mặc sai, mặc trái này, mặc ngược này, quần thì xoắn tít lên, đấy là cái chuyện rất là bình thường đúng không ạ? Nhưng mà mình hãy gọi là dạy con làm từ những cái nho nhỏ như thế, làm việc nhà này, tự mặc quần áo các thứ này, để con có thể nâng cao cái sự độc lập của mình, và từ những cái nho nhỏ như thế thôi, nó sẽ thấy rằng là đấy là việc của mình, đấy là việc mà mình cần phải làm đúng không ạ? Chứ không phải là dựa dẫm hay là đợi chờ bố mẹ đúng không ạ? Đấy, có nhiều bạn đến tận cái lúc lớn rồi vẫn cần phải có bố mẹ mặc quần áo cho, rồi là từ những cái việc nho nhỏ cái thứ vẫn vẫn phải có bố mẹ. Thế thì tại tự nhiên đấy là mình tước đi cái cơ hội để cho con có thể trưởng thành đúng không ạ? Mà thậm chí đấy là ở cái độ tuổi 0 đến 6 tuổi lại là cái giai đoạn mà con có thể phát triển được cái gọi là cái khả năng học tập cũng như là cái khả năng gọi là hoàn thiện bản thân nó rất là nhanh. Đấy. Thì mình thứ nhất đấy là mình hãy dạy trẻ cái cách độc lập đúng không ạ? Coi trọng suy nghĩ và tài năng của trẻ. Đó. Đây để em xem nào. Không từ nhỏ sẽ cần cha mẹ đã dạy từ trẻ từ nhỏ cần kết hợp kiến thức với tài năng, như vậy trẻ mới đạt được thành công. Nếu mà chỉ có kiến thức mà không có tài năng thì chỉ là kiến thức rỗng, khó phát huy được giá trị đích thực đúng không ạ? Coi trọng sự sáng tạo này, luôn cổ vũ khi mà con học tập, rồi là gọi là dũng cảm nghi ngờ,
Cần học cách suy nghĩ, dũng cảm nghi ngờ và đặt câu hỏi, đưa ra quan điểm của bản thân. Tức là từ những cách suy nghĩ, rồi là trong cái quá trình nói chuyện này, cha mẹ sẽ rèn luyện khả năng biểu đạt và khả năng logic cho trẻ. Đấy. Tại vì sao mà chúng ta thấy đấy là ví dụ như mọi người mà để ý những cái buổi những cái nếu mọi người có xem những cái buổi mà giống như là những cái khóa học ấy, ví dụ như là cái người diễn giả người ta sẽ đặt câu hỏi và những cái người học viên bên dưới người ta sẽ trả lời. Có rất là nhiều người hỏi một đằng trả lời một nẻo, đúng không ạ? Là vì có thể là mình không được học cái khả năng biểu đạt và khả năng logic trong cái việc mình trả lời một câu hỏi gì đấy, thành ra là trả lời nó sẽ bị lan man. Thậm chí là chính chúng ta cũng thế, đúng không ạ? Nhiều khi là họ bảo trợ hỏi một đằng xong là mình lại trả lời một nẻo đấy, là vì thế mình không được 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 học cái cách lắng nghe và mình xem là cái ý ở trong cái câu hỏi đấy thực sự muốn hỏi là gì, để mình có thể học cái cách biểu đạt cũng như là khả năng logic. Ví dụ mình trình bày một vấn đề thì không phải là mình nói trang giang đại hải ra, mình hãy nên nói theo cách đấy là hôm nay tôi muốn trình bày có mấy ý như này như kia, một hai ba bốn gì đấy, mình nên nói như vậy thì cái người nghe người ta sẽ dễ nắm bắt hơn. Đấy, ví dụ như là anh Yên là một người mà rất là nổi trội về cái cách gọi là trình bày một cái vấn đề gì đó rất là khoa học, logic, xúc tích, dễ hiểu dễ nhớ, đúng ạ? Hay là chị Hồng Giang cũng là một người mà rất là ngắn gọn như thế, thì mọi người sẽ thấy là những cái buổi chia sẻ của anh Yên hay hay là chị Giang hay là rất là nhiều những leader khác có cái sự logic nhé, có sự logic thì mình cảm thấy rất là dễ nhớ, đúng ạ? Đấy, ví dụ như là cái công thức Diamond Nhàn, Nga nghĩ là mọi người hôm qua những anh chị em mà được học cái buổi đấy chắc là mọi người sẽ rất là dễ nhớ cái công thức đó. Ai nhớ công thức Diamond Nhàn mọi người có thể comment, đúng ạ? Để chúng ta sẽ thấy đấy là khi mà diễn đạt một cách logic thì người khác cũng sẽ rất là nhớ là mình đã nói những cái gì. Đấy, 1, 2, 3, 4 nó là gì, đúng không ạ? Thoa nhớ không ạ? Thoa comment ở tớ. Có ai nhớ công thức Diamond Nhàn mọi người thì comment nhá, xem mọi người có nhớ không. Em nghĩ là nhiều người nhớ được đấy, tại vì nó rất là dễ nhớ. Mọi người comment nhá, công thức Diamond là Nhàn là gì ạ? Một là bán một sản phẩm, đúng không ạ? Hai là khoe lên nhóm. Ba là gì ạ? Biết ơn khách hàng. Đấy, Vân Hồng xịn thế, úp lên nhóm Vân Hằng luôn. Úp luôn. Thứ tư đấy là tuyển những người dễ tính, đúng không ạ? Đấy, ok, Nga thấy mọi người rất là nhớ đấy. Thế thì mình khi mà mình nhớ một cái gì đấy thì mình cũng học cái cách nhớ một cách logic, đúng không ạ? Tương tự như thế, khi mà mình dạy con, mình cũng hãy dạy con nhớ một cách logic thì nó sẽ nhớ được rất là nhiều cái. Ví dụ như là cái công thức Diamond Nhàn thì dựa trên mình hiểu đấy là nó dựa trên cái việc đấy là công việc của doanh nhân mỗi ngày là bán hàng đúng không? Bán hàng và kết nối các thứ. Thế nên muốn làm doanh nhân thì hãy yêu việc bán hàng. Thế bán hàng thì đương nhiên là cái bước một đấy là mình sẽ bán hàng rồi và bán một sản phẩm mỗi ngày. Thế một là bán, đúng không ạ? Hai đấy là up, up là up lên đâu? Up up lên group bán hàng, truyền cảm hứng và gọi là theo sát 6 người làm cùng, hoặc là tức là mình truyền cảm hứng để cho nhóm của mình sẽ làm cùng với mình đấy. Thì đó là cái bước hai, tức là mình bán xong rồi, bán thì xong sẽ up lên, đúng không ạ? Sau khi up xong thì mình sẽ làm gì? Mình sẽ biết ơn khách hàng của mình sẽ biết ơn, mình chăm sóc khách hàng, tặng quà rồi tặng danh ngôi. Tức là mọi người hiểu cái công thức này là gì, không phải là chúng ta sẽ lao đi ngày nào mình cũng sẽ bán hàng, đúng không ạ? Mà chúng ta sẽ gọi là mỗi ngày mình sẽ tạo một cái thói quen là mình sẽ kết nối. Bán hàng thì nó là một phần, nhưng quan trọng đấy nó sẽ tạo cho chúng ta một cái thói quen là cái sự kết nối. Và sau đó đấy là khi mà mình đã kết nối được rồi, mình sẽ ví dụ như là có những người mà sau khi chúng ta kết nối trò chuyện, chúng ta sẽ đưa họ vào cái danh sách để chúng ta sẽ tiếp tục chúng ta chăm sóc. Đặc biệt đấy là chúng ta hãy nốt lại những người nào mà người ta tiềm năng, người ta có sự dễ tính, thì chúng ta sẽ có một cái danh sách gọi là danh sách ưu tiên, đúng không ạ? Mình sẽ thường xuyên trò chuyện với họ nhiều hơn, chăm sóc cái mối quan hệ đó nó gọi là kỹ càng hơn đó. Rồi sau đó đến bước thứ tư đấy, sau khi mà cái mục tiêu của cái việc đấy là chúng ta kết nối và chúng ta bán hàng như vậy, không phải là để cho mỗi ngày bán được một cái sản phẩm đơn thuần đâu, mà mục tiêu cuối cùng của chúng ta đấy là chúng ta sẽ tìm ra được người nào mà người ta dễ tính ở trong mối quan hệ của mình. Và mọi người cũng biết đấy là tại vì sao hôm hôm qua thì anh Yên cũng đã giải thích cái công thức này rồi, đúng không ạ? Đấy, thì rõ ràng đấy là chúng ta có một cái lượng người rất là đông nhưng mà cái lượng tuyển nó không nhiều. Và trong khi đấy là công việc của những người doanh nhân, công việc của những người làm kinh doanh thì chúng ta sẽ cần phải bán hàng. Và từ cái việc bán hàng thì chúng ta lại kết nối, chúng ta mở rộng được cái mối quan hệ. Và rõ ràng là một người mà đã từng dùng sản phẩm rồi, sau đấy chúng ta chia sẻ. Sau đó chúng ta chia sẻ về công việc, họ sẽ rất là dễ đón nhận, đúng không ạ? Đó, thì đó là
bước bước 1 đến bước 4 chúng ta hiểu nó một cách logic đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ nhớ được một cách logic và sẽ chúng ta sẽ không không có bị quên. Đấy. 1 2 3 4 đúng không ạ? bán này, up này, biết ơn này, tuyển. Đấy, mọi người hãy nhớ như thế. Nên mình nhớ theo thứ tự là từ cái nọ nó sang cái kia thì đó chính là cái sự logic, từ cái nọ nó móc nối sang cái kia. Cái 1 rồi nó đến cái 2 đúng không ạ? Bán xong rồi đến up, up xong rồi đến biết ơn rồi đến tuyển thì đó là cái logic. Cái nữa đấy là mình hãy gọi là với mỗi cái ý đấy mình hãy sử dụng một cái từ khóa để chúng ta có thể dễ nhớ đúng không ạ? À, ví dụ đấy chỉ một hai từ thôi, một là bán này, hai là up này, ba là biết ơn này, bốn là tuyển đúng không ạ? Mỗi cái từ khóa đấy nó chỉ có một hai từ thôi thì mình sẽ rất là nhớ phải không ạ? Đó. Ok ạ, rồi đó thì một chút cái gọi là Nga ví dụ minh họa cho mọi người để mọi người hình dung là khi mà chúng ta nhớ một cách logic thì chúng ta sẽ có lợi như thế nào. Tương tự như thế khi con mình sau khi mà mình dạy để cho con có thể ghi nhớ một cách logic hay là cái khả năng biểu đạt ấy, đấy thì mình sẽ bày cho con cái cách để con có thể ghi nhớ cũng như là cái cách để con suy nghĩ này, rồi là dũng cảm đặt ra những cái câu hỏi, dũng cảm nghi ngờ và đặt câu hỏi đưa ra quan điểm của bản thân. Nếu như ai mà nghe Nga đọc cái phần về nuôi dạy con của người Do Thái từ những ngày đầu thì mọi người cũng đã được nghe cái cách gọi là những cái phần phân tích về việc đặt câu hỏi các thứ như nào, khuyến khích con đặt câu hỏi, rồi là dạy con cái cách suy nghĩ vân vân các thứ, là mọi người đã được nghe cái phần đó rồi đúng không ạ? Thì chúng ta hãy gọi là chúng ta hãy gọi là lưu tâm đến cái việc đó để mình rèn được cái khả năng diễn đạt cho con. Thậm chí đấy là cái cách mà khi mà chúng ta phát biểu trên Zoom này cũng là một cách để chúng ta học được cái sự biểu đạt những cái gì mà mình suy nghĩ những không không gọi là cái khả năng đứng trước đám đông đúng không ạ? Thực ra đấy là Zoom như này thì nó cũng đã gọi là giảm bớt đi cái gọi là cái tâm lý khi mà chúng ta đứng trước đám đông rồi. Nên là nếu mà có cơ hội đứng gọi là lên Zoom và chia sẻ thì mọi người hãy tận dụng cái cơ hội đó, từ những cái buổi Zoom nhỏ của bảo trợ hay là những buổi Zoom lớn của hệ thống có cơ hội phát biểu, chúng ta hãy phát biểu và hãy học cái cách biểu đạt làm sao đấy nó ngắn gọn, nó phù hợp với cả cái trả lời một cái câu hỏi gì đấy, nó phù hợp, nó xúc tích, trả lời đúng nhưng mà phải trúng cơ, đúng cái ý mà cái người hỏi, người ta hỏi mình, và nó phải trúng vào cái ý đó, tức mình nói cái gì thì nó cũng là đúng rồi nhưng nó phải trúng, tức là đúng vào cái ý mà người ta muốn hỏi chứ không phải là trả lời một cách lan man. Đấy, từ đó là mình sẽ được rèn cái cách để mình có thể biểu đạt, rèn cái cách gọi là nói ra những cái gì mà mình suy nghĩ, những cái gì mà mình trải nghiệm đúng không ạ? Đấy, và nói một cách logic thì người khác sẽ ghi nhớ được. Đó. Ok ạ. Thế thì đó là cái phần mà chúng ta vừa đọc sách về cái cách mà mình có thể làm phát huy những cái điểm mạnh của con, rồi là đứng trước những cái thất bại hay là những khiếm khuyết của con thì mình sẽ làm như nào. Thế còn hôm nay thì cũng rất là vui được chia sẻ với mọi người một cái bộ sách như này. Em thấy đây là một cái bộ sách rất là hay để mình có thể gọi là gieo vào cái tiềm thức của con. Cái bộ sách này đọc trước khi ngủ cho con thì gọi là chuẩn bài luôn. Úi dồi, cũng là Google ở đâu cũng toàn tranh vẽ các tác phẩm nghệ thuật. Đó. Đây là một cái bộ sách rất là hay về đây về gọi là những cái tính cách tốt. Cái bộ này thì nó có 10 quyển, bộ sách này nó có 10 quyển mọi người nhé. Đây ạ, từ để em dừng cái này cho mọi người dễ nhìn. Đây là cái bộ sách, nó nói về những cái tính cách này, tinh thần trách nhiệm này, lịch sự và tôn trọng này. Em mẹ các bạn. Rồi lịch sự và tôn trọng này, vị tha và trắc ẩn này, khiêm nhường này, đấy, kiên trì này. Rất là may mắn được tặng bộ sách này, yêu thương mẹ cũng may mắn luôn. Trung thực này, rồi đáng tin cậy này, tử tế này, và biết ơn. Đấy, đây là những cái tính cách mà mình cũng rất là muốn là con mình nó sở hữu được đúng không ạ? Và trong cái cuốn sách, trong những cái cuốn sách như này thì có những cái dẫn chứng, có những cái để gọi là rất là dễ hiểu ấy, rất là dễ hiểu để mình có thể là diễn tả được cho con. Ví dụ cái sự tử tế là như thế nào? Nghe đọc thử một cuốn cho mọi người nghe nhé. Đấy. Cái bộ sách này thực sự là rất là hay ấy mọi người ạ, rất là dễ hiểu. Đấy, tử tế nghĩa là mình vui vẻ sẻ chia hoặc cho người khác những gì mình có. Đó. Thế thì cho là cho cái gì đúng không ạ? Khi mà mọi người đọc sách cho con thì thôi tí nữa em sẽ chia sẻ cái này, đọc trước đã nhá. Hôm nay sẽ chia sẻ về cái việc đấy là làm sao đọc sách cho con mà con có thể ghi nhớ được cái nội dung của sách, cũng là một bí quyết chứ không phải là cứ thế là đọc đâu. Tử tế nghĩa là khi Steffi đến chơi mình chia sẻ đồ chơi với bạn ấy,
không phải vì mẹ bảo mình làm vậy mà vì bản thân mình muốn như thế. Sâu sắc không ạ? Đấy, không phải là bảo con là đấy, con phải chia sẻ đi các thứ. Đấy, mà thêm cái câu đấy, không phải vì mẹ bảo mình làm vậy mà vì bản thân mình muốn như thế. Rất tinh tế luôn. Tử tế nghĩa là khi hai đứa bọn mình chỉ có một thanh kẹo thì mình sẽ bẻ thanh kẹo ra làm đôi và chia cho bạn phần kẹo to hơn. À, hay không ạ? Từ cái rất nhỏ luôn. Tử tế nghĩa là khi mình được cho một ít tiền vào dịp sinh nhật, mình có thể sẽ dùng số tiền đó để mua tặng ông Martin một món quà bất ngờ. Tử tế nghĩa là mình để dành tiền lẻ trong một chiếc lọ và quyên tặng số tiền đó cho người nghèo. Tử tế nghĩa là khi mình nhìn thấy một bạn nào đó cảm thấy bị phớt lờ hoặc bị cho ra rìa, mình sẽ đến hỏi bạn ấy, bạn có muốn chơi cùng mình không? Tử tế nghĩa là khi mình nhận thấy ba có một ngày vất vả, mình sẽ mang cho ba một tách trà rồi cất cặp tát và giày cho ba. Tử tế nghĩa là khi có ba người bọn mình mà chỉ có hai người được chơi, mình sẽ vui vẻ xem các bạn chơi và chờ lượt kế tiếp. Đấy, hôm nay mình đã học được rằng tử tế là trao tặng những món quà, chia sẻ đồ chơi và đồ ăn vặt của mình với người khác, nhường cho người khác trước, không để người khác cảm thấy bị bỏ rơi, xung phong giúp đỡ người khác. Hay không ạ? Đấy, ngắn gọn thôi, rất là ngắn gọn nhé. À, đây là cái bộ sách mọi người có thể tìm, đấy là Bé học lễ giáo ạ. Bé học lễ giáo, nó có 10 quyển nhé, rất là hay. Tức là từ những cái ví dụ rất là nhỏ, tôi Nga ví dụ Nga phân tích nhé. Em mua, à đâu, cái bộ này em tặng, em được một chị rất là dễ thương, chị ấy tặng cho Hugo hôm Noel. Đấy, từ những cái ví dụ nho nhỏ nhé, đây này. Tử tế nghĩa là khi Stevie đến chơi, mình chia sẻ đồ chơi cho bạn ấy. Không phải vì mẹ bảo mình như vậy, mà vì bản thân mình muốn như thế. Đó, chứ không phải là mình bắt con sẽ phải là con phải chia sẻ cho em chứ, con phải nhường em chứ, rồi con phải chia đồ chơi cho bạn chứ. Đấy, mà ngay từ cái ví dụ như thế này, và mình sẽ phân tích được với con đấy. Đấy, mà cái này là con phải thực sự là con muốn, con chia sẻ cho bạn bởi vì con hiểu rằng đây là cái sự tử tế. Và sự tử tế sẽ là một một cái tính cách nó rất là quan trọng mà con sẽ cần phải nuôi dưỡng nó, sẽ là một cái đức tính rất là tuyệt vời, con nuôi dưỡng nó và phải là tự con muốn làm cái điều đó, đúng không ạ? Hay là đây này, tử tế nghĩa là khi hai đứa bọn mình chỉ có một thanh kẹo, mình sẽ bẻ thanh kẹo ra làm đôi, không dừng lại ở việc là bẻ thanh kẹo ra làm đôi mà như nào ạ? Và chia cho bạn phần kẹo to hơn. Đấy, rồi mình lại phân tích với con đấy, khi nào mà con có một cái món gì đấy ngon, nếu con chia ra nó làm hai phần thì con sẽ ăn phần nhỏ hay phần to? Con sẽ ăn, thế là bạn ấy sẽ trả lời, bạn sẽ nghĩ sau khi mà nghe mình đọc cái này xong, bạn sẽ nghĩ, bạn sẽ nói, à con sẽ ăn phần nhỏ, con sẽ nhường bạn phần to hơn. Đó, được chưa? Và mọi người cũng đừng ngại, đấy là cái việc là con nó nói một đằng xong nó làm một nẻo, bình thường mà, đúng không ạ? Trẻ con, ví dụ hôm nay nó trả lời mình cứ gọi, mình cũng vui vui nói là đấy, nó thuộc lý thuyết thì rất là nhanh nhưng mà thực tế thì không biết thế nào, đúng không ạ? Nhưng thôi được, mình cứ rèn lý thuyết cái đã, đúng không ạ? Còn trẻ con trẻ mà, nó sẽ cần phải có thời gian để nó hoàn thiện, đúng không ạ? Đó, thì những cái ví dụ ở trong này nó rất là đơn giản, nó rất là dễ hiểu. Và khi mà mình đọc sách thì mình sẽ đọc như nào để con có thể ghi nhớ, không phải là đọc tuột lèo mà mình hãy phân tích với con và mình đặt câu hỏi. Bây giờ, và đặc biệt đấy là những tụi nhỏ thì nó cũng hay kiểu thích, đấy là một cuốn sách nó cứ thích đọc đi đọc lại ấy. À, thì đó cũng là một cách để nó có thể ghi nhớ được cái nội dung cuốn sách đó. Thế thì khi mà mình đọc sách cho con, ví dụ mình đọc cái ví dụ này, thì mình có thể là ví dụ lần đọc đầu tiên mình có thể đọc hết, đúng không ạ? Xong hôm sau mà ví dụ vẫn đọc cuốn này chẳng hạn, thì mình sẽ đọc và mình đặt câu hỏi cho con. Đấy, đọc đi đọc lại để không nhàm chán, là mình sẽ đọc và đặt câu hỏi cho con. Đấy. Ví dụ tử tế nghĩa là hai đứa bọn mình chỉ có một thanh kẹo, thế thì con sẽ làm gì? Đấy, mình sẽ đặt câu hỏi ra như thế cho con, đúng không ạ? Hoặc là khi mà mình đọc một cái cuốn sách xong là nó là những cái ví dụ những cái tình tiết, những câu chuyện gì đó, thế nên mình sẽ đố bạn ấy, ví dụ nhà đến cái đoạn này thì là ví dụ cô bé quàng khăn đỏ sẽ làm gì hả con? Đấy, sẽ trả lời. Hoặc là mình cố tình mình đọc đi sai đi, xem là nó có biết sửa thành đúng không. Ví dụ mình sẽ đọc là tử tế nghĩa là khi hai đứa mình có một thanh kẹo, mình sẽ giữ mình ăn luôn, ví dụ thế. Thế là nó sẽ ngay lập tức nó phản ứng, không mẹ ơi, phải là bẻ đôi ra chứ, đúng không ạ? Đấy sẽ là cái cách để mình có thể là gọi là dạy cho con, để con có thể ghi nhớ được cái nội dung đó. Thế thì mình sẽ là gì nhỉ? Một đấy là mình có thể là đọc đọc cho con và phân tích này, thứ hai đấy là mình sẽ đặt câu hỏi cho con, và thứ ba đấy là mình sẽ cố tình mình đọc sai đi xem là con nó có biết sửa không, và xem nó có nghe mình nói hay không, đúng không ạ? Để mình rèn được cái sự tập trung cho con. Đấy là đôi chút về về cái bí quyết để mình có thể đọc sách cho con nhé. Thế nên là kể cả như con nó muốn đọc đi đọc lại một cái cuốn sách gì đó thì chúng ta vẫn có cái cách để cho việc đọc nó trở nên thú vị hơn, đúng không ạ? Và mình sẽ cùng phân tích với con. Đấy, thì em nghĩ đây là cái bộ sách rất là hay,
tiện thể cuối tuần là chia sẻ với mọi người luôn, ngày nào cũng đọc. Và trong cái quá trình mà trong trong ngày nhá, ví dụ tối hôm trước mình đọc cái cuốn sách này, thế rồi trong ngày là mình sẽ liên hệ ngay. Đấy, mình sẽ liên hệ ngay. Ô bạn Hugo ơi, bạn Hugo ơi, thế tử tế là như thế nào con nhỉ? Đấy, tử tế là như thế nào? Thế là bạn ấy sẽ bảo là tử tế là thế này là thế kia, xong mình có ví dụ minh họa luôn ấy. Đó, thế là bạn ấy sẽ rất là nhớ, ghi nhớ bài học đúng không ạ? Dậy tối hôm trước là hôm sau là phải ôn bài ngay. Đấy, hoặc là trước một cái tình huống gì đấy xử lý vấn đề gì đó thì mình cũng có thể đặt câu hỏi cho con, đấy là theo con thì bây giờ nên như thế nào? Một người tử tế thì sẽ làm như thế nào? Ví dụ khi mà tranh giành đồ chơi đúng không ạ? Mình có thể đặt ra những câu hỏi như thế cho con. Tự nhiên đấy là con sẽ nhớ lại bài học và con sẽ biết đấy là à bây giờ mình nên cư xử ra làm sao cho nó phù hợp đúng không ạ? Cuốn sách thật sự là cái bộ sách này rất hay. Bộ sách này là của cái gì đây, First New luôn đúng không ạ? Nhà xuất bản First New mọi người nhé, kết hợp với cả cái nhà xuất bản Văn Hóa Văn Nghệ. Đó. Mọi người có thể đặt mua ở Tiki hoặc Lazada, đúng rồi, song ngữ luôn đấy ạ. Đấy, nó có cả tiếng Anh luôn, nếu mà thích dạy con tiếng Anh thì có thể đọc tiếng Anh cho con luôn. Hay là biết ơn là như thế nào đó, nhiều khi mình không biết tả như thế nào để mà dạy con thì những cái cuốn sách như này sẽ rất là hay để mình có thể là phân tích ra cho con đúng không? Biết ơn nghĩa là mình cảm ơn vì những gì mình có và mình tìm cách để thể hiện lòng biết ơn đó. Đấy. Đấy, ví dụ như là biết ơn nghĩa là mình để ý thấy mẹ làm rất nhiều việc cho mình này, và mình luôn cảm ơn mẹ vì những điều đó. Con cảm ơn mẹ vì tất cả mọi việc mẹ đã làm cho con ạ. Đó, ok chưa ạ? Đấy, mọi người hãy tham khảo cái bộ sách này và mua cho con nhé. Sách này thì nên là ở cái độ tuổi khoảng độ 5-6 tuổi gì đó trở lên thì các bạn đấy sẽ dễ tiếp thu kiến thức hơn. Đó. Ok ạ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến phần chia sẻ nhé. Sau phần đọc sách ngày hôm nay thì mọi người thấy thích điều gì hoặc là có ai có câu chuyện gì đó mình sẽ cùng đóng góp cho buổi đọc sách về nuôi dạy con ạ. Xin mời cả nhà. Mọi người bật mic nha, ai mà thấy có ý gì hay hay thấy em mời chị Hiền Hà Nội nhá. Xin chào Thanh Nga, chào tất cả các anh chị em. Qua cái buổi đọc sách của Thanh Nga hôm nay, mình cảm thấy học được rất là nhiều thứ mà ngày trước mình có con nhỏ mình chả dạy được con như thế. Ví dụ như thế nào hả chị? Ngày trước thì mình chỉ dạy cho con lòng hiếu thảo, rồi gọi là cũng là để cách mình là biết nhường nhịn thôi. Thế nhưng mà nói chung là nó không 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 được có nhiều cái kiến thức như của em dạy hôm nay. Vâng, tức là mình cũng biết đấy là nó có những cái tính cách gì đấy nhưng mà mình không biết cách diễn đạt ra làm sao đúng không? Mình không biết cách truyền đạt cho con hiểu. Vâng, đúng rồi, đấy. Thế nên là mình mới nên đọc sách, gọi là đọc sách là đứng trên vai người khổng lồ đúng không ạ? Với cả có những cái mình làm sao mà mình biết hết được. Đấy, ví dụ như những cái này này, mô tả với con thế nào là tử tế, không biết giải thích như thế nào luôn. Nhưng mà mình coi như là mình không biết cách diễn đạt. Vâng, đấy, và có những cái đầu sách rất là hay ấy. Thật sự là những cuốn sách nào mà Nga giới thiệu cho mọi người là chắc chắn đó là những cái đầu sách nó rất là hay luôn, nên là mọi người có thể là vận dụng đúng không ạ? Đấy, ví dụ như là ngày trước chị cũng chưa có cơ hội để mà dạy con từ cái lúc bé như thế thì bây giờ vẫn có rất là nhiều thời gian chị ạ. Giống như ngay bản thân chúng ta, mình được nghe những buổi Zoom đúng không ạ? Tự nhiên đấy là mình cũng sẽ được rất là thấm, ví dụ như là về lòng biết ơn chẳng hạn, chúng ta cũng rất là thấm điều đó thì nhờ cái việc là chúng ta nghe Zoom. Bạn nhà chị là lớp mấy rồi chị nhỉ? Con nhà mình học đại học rồi em ạ. À, học đại học rồi ạ. Vâng, học đại học thì lại cũng có rất là nhiều cái để mà mình có thể dạy con. Ví dụ như là ở trong cái cuốn sách 7 thói quen bạn trẻ thành đạt ấy, các bạn ấy đang ở cái độ tuổi mà rất là nên có những cái sự định hướng rõ ràng, có những thậm chí là nếu mà tốt là phải định hướng từ trước đấy rồi, nhưng bây giờ mình học vẫn đều rất là tốt đúng không ạ? Kể cả như bản thân em đến năm bao nhiêu tuổi mới làm Mori nhỉ, em làm gần được 10 năm rồi,
gần được 10 năm rồi, từ những năm 2012, lúc đấy là 19 tuổi, bắt đầu là mình mới biết đến Ori đấy chứ. Mình mới biết đến những cái kiến thức, những cái tư duy để mình có thể thành công trong cuộc sống. Nhưng mà nó không bao giờ là quá muộn cả, đúng không ạ? Kể cả như mọi người thấy đây là những cô bác nhiều tuổi xuất hiện trong những buổi Zoom như thế này. Họ cũng chia sẻ đấy là mình thấy đây là sau những cái buổi Zoom của hệ thống hiểu ra nhiều cái hơn. Hay là như cô Hợp là một gọi là một nhân vật mà ngay gần và Nga cảm nhận được cái sự thay đổi rõ rệt luôn. Cô Tống Hợp, mẹ của bạn Phạm Trang ấy cả nhà. Cô Hợp ngày trước là một người mà rất là nóng tính, vốn dĩ là một người rất là nóng tính và ví dụ rất là chăm chỉ các thứ, nhưng mà cứ dọn dẹp các thứ là kiểu gì là cũng phải mắng cho vài câu đã thì bắt đầu mới dọn được, kiểu thế đấy. Gọi là tay làm miệng nói đấy. Thế nhưng mà từ khi mà tham gia những buổi Zoom, làm việc cùng với cả hệ thống S21 thì thấy cô là có rất là nhiều cái sự thay đổi, bớt nóng tính hơn và kiểu như là cảm giác đấy là cô có một cái tức là tích cực hơn. Ngày trước thì còn hay kiểu kêu kêu các thứ ấy, nhưng mà bây giờ rất là tích cực đó. Thế con mình cũng thế chị ạ, thậm chí ở cái độ tuổi dưới 30 nó là cái cơ hội để có thể là sửa sửa mình rất là tốt luôn. Thế thì mình hãy cùng gọi là khơi gợi ra cho con, mình cũng không phải là bắt ép con là nó phải học cái nọ cái kia, mình hãy cho con gọi là những cái gợi ý để con có thể lựa chọn xem sau này con muốn trở thành người như thế nào, đúng không ạ? Con có thể lựa chọn điều đó. Cái cuốn sách 7 thói quen bạn trẻ thành đạt rất là hay luôn chị ạ. À, đấy Cảm và ơn em. đấy, thậm chí đấy là nếu mà con ngại đọc sách mình cho con nghe sách nói trước đã. Mà thậm chí sách nói cũng là một cái phương thức để chúng ta có thể học được rất là tốt luôn. Ví dụ chúng ta không có nhiều thời gian để chúng ta có thể ngồi chúng ta đọc, đúng không ạ? Thì chúng ta có thể nghe. Nghe ví dụ nấu cơm, rửa bát, quét nhà gì đấy có thể nghe. Nghe xong ví dụ là trong cái lúc nghe đấy mình cũng hãy nhớ ra những cái điểm quan trọng. Thế xong là mình có thể nốt lại những cái điểm đó là mình cũng đã học được rất nhiều rồi. Ok ạ. Như vừa nãy học tập được em như cái cách mà con chơi đồ chơi, Vâng. bạn nó thu dọn xong rồi, nếu như mà không như ngày trước là mình là nó mà không thu dọn là mình quát nó xong rồi mình thu dọn xong lần sau nó lại thế, nên là nó không có tính kỷ luật. Vâng. Đấy. Em thi thoảng em cũng như thế đấy. Tức là nhiều khi là mình kiểu căng thẳng ấy. Thế là giống như kiểu đá thúng đụng đia đấy. Thế là thành ra là mình cũng quát cả con luôn. Đấy. Thế nhưng mà lúc nào mà mình cứ tỉnh táo ra là mình phải nhớ ngay, đúng không ạ? Đấy, và dần dần nó thành cái thói quen để mình gọi là cái phản xạ mình xử lý vấn đề. Cảm ơn chia sẻ của chị Hiền ạ. Em chúc chị là sẽ... Vâng ạ. Nói chung là độ tuổi nào chúng ta cái việc học tập nó đều 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 đáng để chúng ta quan tâm lưu ý, đúng không ạ? Bác học là không ngừng học mà, đúng không Quá là hay và ạ? môi trường quá tuyệt vời. Vâng ạ. Cảm ơn Ok em. ạ. Vâng ạ, cảm ơn chia sẻ của chị Hiền. Chị Thúy Gôn đăng ký chia sẻ câu chuyện này. Đấy, mọi người thấy chị Thúy có tích cực không ạ? Ai ngoài chị Thúy ra có ai muốn chia sẻ không ạ? Chị Thúy chia sẻ thì đương nhiên là hay rồi, nhưng mà em cũng muốn là có ai đó mọi người có cái liên hệ với việc nuôi dạy con của mình hay là một cái bài học gì đó mọi người cùng chia sẻ. Sau đó chúng ta sẽ nghe chị Thúy nhé. Mọi người học được điều gì? Mọi người tâm đắc điều gì? Em mời chị Tuyết Nguyễn nhé. Chị Tuyết bật mic của em vậy ạ. Chị xin chào Nga, Vâng. chị chào tất cả mọi người. Vâng. Chị là thành viên mới, chưa có gì. À Hôm thế nay là ạ. buổi đầu tiên chị tham gia để vào cái phòng Zoom này cũng như là tham gia cái chương trình này. Vâng. Đây đây là buổi Zoom thứ mấy chị tham gia ạ? Buổi đầu tiên em À, buổi đầu tiên luôn, ạ. tức Buổi đầu là tiên. mới hôm qua, thế xong là hôm nay chị vào Zoom. Đúng rồi, các Đúng bạn vừa mới cho chị vào nhóm từ chiều hôm qua. vâng, Thì chị chị ơi thế chị giới thiệu một chút về bản thân nhé. bản thân chị thì chị năm nay là 50 tuổi rồi này. Chị Trẻ đang thế. làm ở bên Vinaphone, chị là nhân viên trực tổng đài thôi. Nên là công việc thì gần như cả cuộc đời là gắn với lại trực điện thoại. Vâng. Chị cũng có hai cháu, một cháu thì cũng đang học đại học, còn một cháu thì còn nhỏ mới học lớp 5. Về phương pháp dạy cháu, dạy con, dạy cái thì
đối với mỗi đứa trẻ thì nó có một tính cách riêng. Ví dụ như là cháu lớn thì chị rèn được tính tự lập từ nhỏ. Vâng. Thì cháu rất tự giác về cả học tập hay là tất cả các công việc. Nói chung là mẹ gần như là yên tâm về con. Thế nhưng mà ví dụ về con thứ hai thì do thứ nhất là vì gia đình bận mải, vì chăm anh ấy ốm chạy thận nhiều năm. Thế nên là con bé thì gần như là mình ban ngày thì phải dành thời gian cho ông bà, còn buổi tối thì có chăm con nhưng mà lại còn phải chăm cả bố nữa. Thành ra là về phần chăm con thì mình không còn được cái kiên trì, vì lúc đấy thì cũng một phần là lớn tuổi, một phần là áp lực vừa là của gia đình vừa là sức khỏe của bố, cho nên là mình cũng ít kiên nhẫn hơn, mình kiềm chế được ít hơn. Thành ra là gần như là kiểu ông bà thì lại can thiệp quá sâu vào cái việc dạy dỗ con cái, thành ra là mình nhiều lúc cảm thấy bất lực. Con thì cũng không đến mức độ là hư, nhưng mà kiểu vì con được ông bà chiều nên là con uốn éo hơn, cho nên là gần như là con ỷ lại đến phải đến 90% ấy. Thành ra là bây giờ khi mà mình tách ra rồi thì rèn con là gần như từ đầu, nhưng mà con đã lớn rồi nên là rèn để con tự lập rất là khó, mình thấy thật sự là khó. Mình cũng rất muốn là truyền đạt cho con một cái gì đấy mà để con có cái tính tự lập, nhưng mà gần như là con cảm thấy bắt tay vào làm cái gì con cũng không làm được, rất hay hỏng, rất hay đổ vỡ, rồi là con thấy khó khăn nên là gần như là từ chối việc gì không làm. Vâng. Thế chị đã tìm được cái cách nào mà giúp cho con có thể học cái sự tự lập, và ví dụ con làm một cái gì đó mà con cảm thấy vui hơn chưa ạ? Con thì ví dụ như là con cũng rất muốn làm, thế nhưng mà vì là con kiểu không có tính tập trung đấy, thế mà như kiểu là mình cũng tham khảo rồi mình cũng cho con đi kiểm tra, thì bác sĩ cũng nói, cũng như là chuyên gia tâm lý người ta cũng nói là kiểu con là về phần tăng động giảm chú ý đấy, thế cho nên là về phần học thì cô giáo nào cũng khen bảo con không phải là kém, nhưng mà mình cũng không yên tâm về con, bởi vì là gần như là lúc nào cũng phải thôi thúc con, kể cả từ việc học cho đến việc vệ sinh cá nhân hay là làm bất cứ việc gì mà gần như là kiểu làm xong là bỏ quên ấy. Cứ nói xong mẹ bảo làm hay là con bảo làm cái gì xong là con quên luôn ấy. Vâng. Thế nên là mình cảm nhiều lúc cảm thấy bất lực thật sự ấy đấy, bởi vì là con lớn thì tính cách hoàn toàn khác, mà mình bị được rèn cho con tự lập ngay từ lúc còn 2-3 tuổi nên là nó cảm thấy nó rất dễ, nhưng mà con thứ hai thì mình cảm thấy thật sự là khó. Mà cứ đi đâu là con mà được chiều một cái là hình như là con quên hết những cái gì mẹ rèn ấy. Đấy. Nên là qua đây thì chị cũng thấy rằng là em chia sẻ cũng giống như kiểu là cái phương thức dạy con ấy, thì chị sẽ học hỏi thêm, rồi là sẽ tìm hiểu, cũng giống như là mình sẽ cho con một cái phương pháp mới hoặc là một phương pháp khác mà mình cảm thấy nó không mệt mỏi. Ok chị. Mà mình cũng rất muốn là làm một cái gì đấy, tức là gieo cho con một niềm tin, cũng giống như em nói đấy, hoặc là cũng như là người Do Thái đấy. Thế nhưng mà chưa tìm được chưa tìm được phương pháp. Vâng. Chị ơi, em tức là thực sự là mỗi đứa trẻ nó sẽ có một cái tính cách, một cái đặc điểm, một cái hoàn cảnh sống khác nhau, cũng giống như người lớn đúng không ạ? Em cũng sẽ thật là khó để đưa ra một lời khuyên đấy là chị nên dạy bạn ấy như thế nào vân vân. Nhưng em nghĩ đấy là sẽ có hai cái để mình có thể chú ý được. Thứ nhất, đấy là mình đừng bao giờ nói đấy là mình bất lực, và mình đừng nói đấy là chị không tìm ra cách rồi thế này thế khác, mà mình bảo là chị đang đang rất là muốn làm điều này điều kia, tức là mình hướng đến cái thứ mà mình muốn.
tức là mình tập trung vào giải pháp chứ không phải là vấn đề, đúng không ạ? Và mình hãy nghĩ, hãy luôn hướng đến cái điều tốt đẹp, và ghi nhớ một cái câu nói đấy là cái gì nó cũng sẽ có bí quyết hết chị ạ, cái gì cũng sẽ có bí quyết cả, thậm chí là một đứa trẻ ngỗ nghịch, một đứa trẻ nghịch ngợm còn có những cái cách để mà mình có thể dạy con, mà chưa nói đấy là con mình cũng là kể cả như bạn ấy có thể là tăng động giảm chú ý, nhưng mà bạn ấy, những bạn tăng động không có nghĩa là không thông minh, đúng ạ? Các bạn ấy thậm chí là còn rất là thông minh. Và không phải là nó mất tập trung, mà chẳng qua là nó tập trung vào những cái thứ khác. Mình hiểu theo một cái ý khác đi. Đấy là cái đầu tiên về cái mặt suy nghĩ của mình. Và cái thứ hai đó là cái phương thức của mình. Mình có thể là thay đổi cái việc, từ cái việc đấy là mình gọi là mình quát mắng con, hay là mình kiểu như là quá kỳ vọng ở con hay là như nào đó, thì mình hãy thay đổi đi. Thay vì cái việc đấy là mình quá căng thẳng với con, mình thử bớt căng thẳng đi, mình quan sát con nhiều hơn đi, để mình xem là con mình có những cái điểm gì mạnh, đúng không ạ? Xem là con mình nó làm tốt những điều gì, hãy khuyến khích để cho con làm tốt điều đó. Hoặc là muốn con làm một cái điều gì đó để con có thể rèn được cái sự tự lập ấy, hãy cho con lựa chọn làm từ những cái việc mà con cảm thấy thích cái đã. Cùng mình làm cùng con những việc để con cảm thấy thích đã. Sau đó đấy là mình sẽ điều chỉnh để mình sẽ gọi là mình sẽ hướng dẫn con làm những cái việc khác hơn, từ những cái đầu việc cá nhân, đúng không ạ? Mình có thể là thay đổi đi. Đấy, thứ nhất đấy là về cái mặt suy nghĩ của mình, và thứ hai đấy là cái cách mình đối diện với con. Mình thay đổi đi, mình muốn kết quả khác thì mình phải thay đổi từ cái hành động của mình, đúng không ạ? Em thì em nghĩ như thế này, đấy là cái cảm nhận của em. Chị là một người mẹ rất là dịu dàng và gọi là ân cần đấy. Đấy, nghe từ cái Đúng giọng nói rất là nhẹ nhàng, đúng không ạ? Em nghĩ đấy là với nguyên cái tính cách đó của chị đã là một cái rất là tốt để mình có thể là dạy con rồi, bởi vì mình sẽ có cái khả năng lắng nghe con. Đấy, thì với cái điểm mạnh đó em nghĩ là chắc chắn là chị sẽ tìm ra được cái cách để mình có thể là phù hợp với cả bạn nhà mình, đúng không ạ? Và mình cũng điều khiển thay đổi từ cái suy nghĩ của mình đi. Mẹ đang gọi là mình đang muốn là có một cách gì đó để có thể phát huy hết điểm điểm mạnh của con, mình chỉ là đang đi tìm thôi. Mình đang trên con đường đấy thôi. Đấy, kể cả giống như em chẳng hạn. Em ví dụ một số người có thể nói đấy là em nuôi dạy con giỏi, nhưng em cũng không dám khẳng định là em nuôi dạy con giỏi, mà em chỉ là đang trên con đường học những cái điều đó thôi. Đấy, mình cũng đang trên con đường mà, đúng không ạ? Rồi, Đó, vâng. rồi chị cảm ơn em. Vâng Cảm ạ. ơn tất cả mọi người đã lắng nghe. Vâng ạ. Đấy thì chị có thể tham khảo những cái đầu sách để mình có thể là mình nghe, hoặc là mình có thể nghe trước sách nói ấy, chị nhá. Ví dụ như là những cái đầu sách hay, chị có thể nghe trước sách nói để mình lướt, giống như kiểu là scan trước, lướt một loạt xem là cái đầu sách đấy nó nói về cái điều gì, nó có phù hợp với cái điều mà mình đang muốn tìm hiểu không. Nghe xong mà mình cảm thấy là nó phù hợp rồi thì chị có thể là mua sách giấy để chị có thể là nghiền ngẫm nó được kỹ hơn. Đó, chị nhá. Rồi, chị cảm ơn Vâng Nga. ạ. Cảm ơn tất cả mọi người đã chia sẻ. Vâng ạ, luôn có giải pháp chị nhé, chị cứ yên tâm. Kiểu gì Rồi. cũng điều chỉnh được hết. Lại còn các bạn đấy còn đang cái độ tuổi. Mỗi khi trời đổ mưa, mỗi khi ngồi với em, để thời gian trôi qua êm đềm. Mỗi khi được nắm tay, mỗi khi được ngủ say, có
tâm bên người có mưa, xin mưa chạm khẽ lạnh bờ vai nhỏ bé của em tôi. Ngày cơn mưa thấm mất vai anh, ngày ta trao nụ hôn dưới mưa, là anh tin sẽ có nhau dù như thế nào. Tình yêu anh hóa như cơn mưa, chờ ngày mang em quay trở về. Em sẽ nhìn thấy anh chờ em trong mưa. Ngày cơn mưa thấm mất vai. Chị sẽ nghe em, chị sẽ vâng tin tưởng. Vâng ạ. Rồi, cảm ơn Nga. Vâng ạ. Em cảm ơn chia sẻ của chị Tuyết nhé. À. Vâng ạ. Ok. Chị thêm muốn chia sẻ đúng không ạ? Chị thêm với chị Thúy muốn chia sẻ. Em mời chị thêm trước đi. Chia sẻ đi, Thúy đâu? Vâng ạ, ok. Em mời chị. Vâng, em mời chị. Mời chị luôn hả? Dạ, Thúy đâu rồi ta? À, em mời chị thêm, thêm đi chị. Thế? Chị ơi, chị cứ chia sẻ đi chị ạ. Em mời chị. Cảm ơn em ha. Vâng. Thế cái buổi này là chị cảm thấy hào hứng nhất nè. Ý là thật ra là chị thì nói chung là hai con của chị nó rất là nhỏ và nó cũng nghịch ngợm lắm. Thực ra chị cũng chưa có cách nào để dạy cho con nó ngoan như các bà mẹ khác. Nhưng mà chị ngộ ra được một điều này, ý là mình nói ra cái tâm tư của mình ha. Thứ nhất là hồi nãy chị gì đó có, chị Tuyết hả? Chị gì nãy mới nói xong em? Cái nói là chị Tuyết nói là chị có nói một cái câu là ông bà là có nghĩa là hay nuông chiều cháu á. Nói chung là quan điểm này là hầu như ông bà nào cũng có, nhưng mà bây giờ đừng có nói là ông bà chiều cháu mà mình hãy nhận lỗi về mình. Có nghĩa là từ hồi mà chị học cái cách mà nhận lỗi về mình, cái gì mình cũng nhận lỗi về mình á, thì tự nhiên mình sẽ cảm thấy không bực bội về cái hành vi mà ông bà chiều cháu nữa. Lúc đó tự nhiên mình sẽ đồng cảm được với ông bà, mình làm cái đó trước đi, sau đó mình sẽ tìm ra cái phương hướng để cùng với ông bà để mà dạy dỗ con mình tốt hơn thì nó sẽ hiệu quả hơn. Bởi vì nếu mà mình cứ mang cái tâm thái là do ông bà nuông chiều con cháu quá cho nên bây giờ nó mới thành một đứa trẻ thế này thế kia, thì lúc đó mình và bố mẹ sẽ không có sự đồng cảm, thì mình sẽ càng khó khăn hơn trong cái việc mà hướng con mình tốt hơn theo cái mong muốn của mình. Và hồi nãy là Thanh Nga có nói là mình phải cài đặt cho cái tiềm thức của mình là không được nói là mình bất lực, đúng. Cái đó là giống như là vô thức của mình thì nó sẽ đáp ứng những cái ý thức của mình mong muốn, có nghĩa là điều mình mong muốn là ý thức, đúng không? Mà mình cứ cài cho nó là mình bất lực rồi, như vậy nó không biết phải làm gì để cho mà thực hiện cái thỏa mãn cái nhu cầu của mình. Vì vậy mình hay gặp những cái mà nó không mong đợi. Bây giờ giống như Thanh Nga nói là mình cài đặt lại cho vô thức, có nghĩa là mình mong muốn điều gì á thì mình cài đặt lại giống như máy tính mà nó bị lỗi, mình phải cài đặt vậy đó. Con người mình cũng vậy, cài đặt lại thì mình thấy rất là đúng. Gần đây mỗi ngày mình hay nói với con trai là con trai không có để ý, không chú ý nghe đâu. Nhưng đúng rồi, Thanh Nga nói đúng là mình nói đúng cái điều con đang quan tâm và muốn nghe thì các bạn nhỏ sẽ nghe mình nói liền. Và nếu mà mình nói hoài mà con nó không nghe, không chú ý thì mình có thể là không nói luôn. Mình thử nghiệm rồi, thế là không nói luôn. Chào con, thế là mình không nói luôn. Thì các con cứ bảo mình nói đi, nói đi. Mình
quan trọng là mình mẹ cảm ơn con. Con dạy hả lên này, có nghĩa là mình không nói luôn cả nhà, cũng hay lắm cả nhà. Nhiều khi mình cứ nghĩ là mình sẽ giải thích với con hoặc nói cái điều gì đó thì con sẽ thay đổi được, nhưng mà đôi khi mình im lặng cũng hay lắm cả nhà, không nói luôn, đến khi nào mà con nhận ra là con phải ngoan, con phải nghe lời và con phải tập trung nghe mình nói thì mẹ mới nói chuyện, thì lúc đó mình sẽ thay đổi được cái suy nghĩ của con. Có nghĩa là con sẽ thay đổi được cái việc là không chú ý lắng nghe người khác. Cái này là mình mới trải nghiệm luôn cả nhà. Xin cảm ơn cả nhà đã lắng nghe chia sẻ. Vâng ạ, cảm ơn chia sẻ của chị thêm. Tức là mình có thể điều chỉnh một chút về cái cách mình không nói mà mình ghi ra giấy cho con tự đọc cũng được, hay lắm. Đúng rồi ạ, đấy. Điều chỉnh một chút về cái cách mà mình giao tiếp với con hay là xử lý vấn đề gì đó, chắc chắn là cái phản ứng của con nó cũng sẽ khác đi, đúng không ạ? Ok ạ, em xin mời chị Thúy. Thúy thì luôn có rất là nhiều những câu chuyện hay. Chị bật mic của em nhé. Đứng lên đứng lên nào. Chào tất cả mọi người, mình tên là Thúy, đến từ Yên Bái. Như chị Hiền vừa có chia sẻ thì đây là một môi trường rất là tuyệt vời, và bản thân mình thì cảm nhận là mình như một ngọn nến ấy, mình cũng rất là muốn có đóng góp những cái gì tích cực đó cho cái môi trường này, để nếu mỗi chúng ta là một ngọn nến thì chắc chắn là chúng ta sẽ đóng góp những ánh sáng này vào cái môi trường Oliphant tuyệt vời như thế này. Thì mình vừa thấy chị Tuyết Nguyễn có chia sẻ là vấn đề về nuôi dạy con ấy. Chị Tuyết đây, bây giờ đang có một cái hiện tượng đó là chị Tuyết Nhung ấy, ở Đắk Lắk ấy. Chị trực tổng đài mà từ 9% lên thẳng 21 ấy. Chị có thể chị cũng là trực tổng đài thì chị có thể kết bạn với chị đấy để học hỏi bí quyết để thành công chị nhá. Và có một điều là từ trước đến giờ chúng ta làm chưa đúng, thế bây giờ chúng ta được học những cái điều đúng thì sẽ có những cái bố mẹ cảm thấy là gọi là ân hận hoặc là day dứt, thì tại sao trước đây mình đã đối xử với con như thế. Thì bây giờ cái giải pháp tốt nhất là đầu tiên là chị Tuyết Nhiễn ấy, hàng ngày hãy ôm con và nói rằng mẹ xin lỗi con, mẹ rất là yêu con, nhưng trước đây thì do mẹ chưa sắp xếp được thời gian công việc phù hợp nên chưa dành được nhiều thời gian quan tâm đến con, và mẹ hứa từ nay mẹ sẽ thay đổi, mẹ đã học được những cái bí quyết để đồng hành cùng với con và mẹ con mình sẽ đồng hành cùng với nhau hơn. Và khi chị nói ra được những lời xin lỗi đối với con, hoặc chị viết vào trong sổ những lời xin lỗi với con, tự nhiên chị sẽ cảm thấy thanh thản hơn. Và khi tâm hồn chị được thanh thản thì chị sẽ đón nhận được nhiều giải pháp nó tốt hơn chị ạ. Nên là cứ bình tĩnh thoải mái, và những cái buổi đọc sách vào chủ nhật hàng tuần này thì sẽ cho chị những cái kiến thức nó sẽ phù hợp hơn. Cái quan trọng nhất là chị mở lòng đón nhận thì chị sẽ có giải pháp. Trong cái buổi chia sẻ hôm nay thì Nga có chia sẻ thì mình thấy rất là thích, đó là cái biết là con mình có cái đặc điểm phù hợp nào để mình khen, mình nhắc nhở con nó phù hợp. Và hôm trước mình thì cũng có gửi cho tặng cho Nga cái file sách là 4 nhóm tính cách của con ấy, thì mọi người có thể nhắn tin cho bạn Lê Thanh Nga để xin cái 4 nhóm tính cách. Thì đôi khi các anh các chị cảm thấy rằng là mình chưa tìm ra được cái giải pháp để mà nuôi dạy con phù hợp, đó là mình vì chưa biết con mình thuộc nhóm tính cách nào. Ví dụ như con nhà mình thì rất là may, cái bạn thứ hai thì mình biết rõ nhóm tính cách để được học, còn cái bạn lớn thì đúng là thời gian trước đây khoảng tầm lúc 1 tuổi đến 3-4 tuổi có khi cảm thấy rất là khó chịu, không biết là giải quyết như thế nào. Thì đến bây giờ mình mới biết rằng là bạn đấy thuộc cái nhóm trẻ chín chắn. Thì nhóm trẻ chín chắn, cái đặc điểm của bạn ấy sẽ là như này: oai vệ, uy nghiêm này, thích hành động, nhiệt huyết, giọng nói lớn, tức nói rất là to. Bạn ấy ra quyết định nhanh chóng, là hiếu động, thích cạnh tranh. Với những bạn có cái nhóm tính cách như thế này ấy, thì người ta định nghĩa cái những trẻ có nhóm tính cách này là như này này. Trẻ chín chắn là trẻ có phong cách uy quyền, tràn đầy năng lượng cho mọi hoạt động, có thể chỉ huy tập hợp mọi người và dám làm điều mới mẻ, đáng tin cậy từ vẻ ngoài đến lời nói, muốn tự quyết mọi việc và háu ăn. Đấy, háu ăn nên cái bạn, ví dụ như bạn lớn, bạn ăn liên tục, ăn vặt liên tục luôn ấy. Đấy. Rồi, đối với những cái bạn trẻ như thế này thì các bạn ấy muốn được đối xử như người lớn, nói chuyện một cách ngắn gọn, sớm đưa ra kết luận để cho bạn ấy tự quyết định và tin tưởng giao cho bạn ấy công việc. Cái bạn này, những cái bạn trẻ này, bạn không muốn là bị ra lệnh. Đấy. Câu chuyện dài dòng hay là khen ngẫu mà các bạn ấy không thích đâu. Đấy. Thì với những cái bạn trẻ, các bạn mà có cái tính cách chín chắn ấy, thì trong cái cách nói chuyện thì chúng ta lại phải mềm mỏng hơn, hoặc là có cái cách khích tướng
Ví dụ như bạn ấy không thích ăn cá, thì thay vì mình nói là ăn cá đi con, cá tốt ấy, thì mình sẽ phải nói theo cái kiểu là à nếu mà con không muốn cao lớn thông minh thì chắc không cần ăn cá đâu. Hoặc là không thích ăn rau thì mình, nếu mình bảo là con ăn rau đi thì các bạn sẽ không ăn. Nhưng mà mình sẽ nói rằng à nếu mà con không muốn có da dẻ đẹp với lại cơ thể đủ chất thì chắc không cần ăn rau đâu. Thì các bạn ấy sẽ tự động ăn. Đấy, nếu như mà các anh các chị mà biết được cái nhóm tính cách của mình thì sẽ dạy nó phù hợp hơn. Trước khi mình chia sẻ thêm một câu chuyện thì mình có một ý kiến hỏi mọi người như này nhé. Nếu như con của các anh các chị mà ở trường làm hỏng đồ vật của bạn ở lớp ấy, đồ vật cũng có giá trị tầm trên 2 triệu lên, thì các anh các chị sẽ xử lý như thế nào? Các mọi người có thể đóng góp ý kiến và để tí mình chia sẻ tiếp theo nhé. Cách như lúc đầu bà dạy Nga có nói ấy, nếu như mà mình gọi là mình thường xuyên phạt con ấy, thì các bạn ấy sẽ dần dần các bạn ấy điều chỉnh và các bạn ấy sẽ ít yêu bản thân mình hơn. Đấy. Ví dụ như là các bạn ấy muốn thể hiện tung tăng đang chạy nhảy, mình bắt các bạn ấy đứng ở một chỗ nhiều hoặc là mình phạt nhiều, thì dần dần các bạn ấy lại thấy rằng là ồ những cái hành động như thế này là không không phù hợp. Như hôm trước có một bạn này chia sẻ đó là cái con voi ấy lúc đầu nó bé, nó chỉ buộc vào một sợi dây thừng nhưng nó cứ giằng giẻ bứt phá, và sau đó thì nó biết rằng cái sợi dây này nó buộc mà chân nó không đi được, và đến lúc lớn to đùng rồi nhưng một sợi dây rất nhỏ thôi và cũng không không dám bứt phá ra. Vậy nếu như chúng ta thường xuyên phạt con mà không đúng cách ấy, thì sẽ vô tình là gây gây hậu quả cho con đấy. Trong cái buổi chia sẻ vừa nãy thì bà trợ Nga cũng có nói là chúng ta sẽ học cái cách chia sẻ làm sao nó phù hợp, nó gắn gọn xúc tích, thì mình tặng sẽ tặng các anh chị một cái bí quyết là khi chúng ta chia sẻ vào Zoom ấy, thì trước đây mình cũng hay gặp phải là mình cứ không tự tin nên mắt mình cứ đảo đảo có đảo bên nọ đảo bên kia, mình không dám nhìn. Thì bây giờ anh chị hãy nhìn vào ở trên điện thoại, nó có cái camera ấy. Anh chị cứ nhìn thẳng vào đấy và anh chị nói thì không bao giờ có hiện tượng là mắt cứ đảo như giang lạc này đâu, và chúng ta đã nhìn vào một cái điểm thẳng đấy rồi thì chúng ta sẽ tự tin để mà chia sẻ. Thì mình có chia sẻ với mọi người một cái câu chuyện như thế này. Cách đây khoảng tầm 4 năm hôm thì con nhà mình đi học về, thì hôm đấy bạn rất là bình thường. Đến tầm 5 giờ 5 rưỡi thì thấy có một cái tin nhắn từ Zalo là cô ơi, bạn hôm nay ở trường bạn Phúc làm gậy kính của cháu trị giá là 2 triệu 6, cô bảo bạn đấy đền cho cháu đi ạ. Thì nếu là các anh các chị thì các anh các chị sẽ có đền ngay cho con không ạ? Nếu mà ai xác định là đền ngay cho con thì comment số 1 đúng không ạ? Thì lúc đấy thì mình nhìn thấy cái số tiền 2 triệu 6 thì mình cũng hơi giật mình, có gọi điện về cho con. May thế là thời gian muốn được thấy em sớm mai nào, lại cười với anh như vẫn chưa cách xa vào. Tình yêu chúng ta là những bài hát êm đềm, tựa như tiếng chim của những ban mai bình yên. Muốn được nói lại những câu chuyện buồn vui với nhau, không có một khoảng cách nào giữa hai cánh tay và cũng như giữa đôi lòng. Em nhớ mong yêu dấu ơi anh về với. Nếu ngoài kia mưa còn rơi chán lối bước em về qua, anh sẽ lao đi thật nhanh đến cái mắt môi phai nhòa. Để dù cho trong màn mưa có ướt hết đi thì anh chỉ cần được thấy em cười vui. Chỉ để thấy nhau người ơi, thì đừng làm phí đi duyên
ban mai bình yên. Muốn được nói lại những câu chuyện buồn vui với nhau, không có một khoảng cách nào giữa hai cánh tay và cũng như giữa đôi lòng. Để tình nhớ mong yêu dấu ơi anh về với. Nếu ngoài kia mưa còn rơi trắng môi bước em về qua, anh sẽ lao đi thật nhanh đến vai mắt môi phai nhòa. Để dù cho trong màn mưa có ướt hết đi thì anh chỉ cần được thấy em cười vui thế thôi. Em đừng đi, xin đừng đi mãi mãi, cũng xin đừng đi. Anh lạc lối, anh còn mong đến nói với em đôi lời. Ta đã qua trăm ngàn kiếp chi để thấy nhau người ơi, thì đừng làm phí đi duyên trời. Cách thì mình đã nói chuyện bình tĩnh được. Mình gọi con về và hỏi con là hôm nay trường con có việc gì không. Thì ba bảo không mẹ, chả có chuyện gì. Và con nghĩ kỹ lại xem hôm nay lớp con ấy có chuyện gì không. Thì bạn bảo con, ba bảo bạn rơm rớm nước mắt và bảo là con làm vợ kính của bạn. Thì bảo đấy bây giờ con xem nào, bạn ấy ghi là kính 6 triệu yêu cầu con bồi thường ấy. Thì bạn bảo là không, kính bạn bảo có 2 triệu 6 thôi. Thì sau đó thì mình cũng nhìn thì đúng là 2 triệu 6 thật. Và bảo thế bây giờ con kể lại cho mẹ sự việc như thế nào. Thì bạn ấy nói rằng là con đang đi thì bạn ấy lấy sách, bạn kia bạn lấy sách tát vào mặt con. Thế con mới lấy tay con dúi đầu vào bạn ấy, dúi đầu vào bạn ấy thì không ai cái kính nó rơi ra. Và bảo thế gãy ở chỗ nào, gãy ở mắt hay là gãy khu vực nào, bảo gãy ở cái mà chỗ tai này. Đấy thì thế bây giờ con cứ lấy tờ giấy con viết ra rõ sự việc để mẹ xem xét. Sau đó thì mình bước hai là mình gọi điện cho thầy giáo chủ nhiệm, hỏi thầy có biết sự việc thì thầy nói thầy không biết. Thầy không biết. Đấy, và mình thì cũng may là mình cũng hiểu về pháp luật một chút, nên là mình biết rằng là nếu như con gây thiệt hại trong trường học thì theo quy định của pháp luật ấy, đối với trẻ chưa đủ 15 tuổi mà gây thiệt hại trong khu vực mà trường học đang quản lý thì trách nhiệm bồi thường sẽ thuộc về trường học. Thì mình cũng không lo về vấn đề bồi thường, tuy nhiên là mình muốn tìm ra cái cách nào để giải quyết cho nó nhẹ nhàng. Thì mình cũng hỏi con là thế con đã xin lỗi bạn chưa. Con nói là chưa. Thế bạn ấy có xin lỗi con không, thì cũng bảo là không. Thì mình nói là như thế là hai bạn có cách hành xử chưa đúng rồi. Cả hai bạn đều là gây lỗi cho nhau. Thì đầu tiên là chúng ta hãy xin lỗi nhau, thì sẽ sau này cái cách giải quyết nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Thế sáng hôm sau thì bạn ấy đi học, thì mình cứ nói là hôm nay con đến trường con cứ bình tĩnh, thầy hỏi như thế nào con cứ trả lời như thế, tường thuật y như thế. Và yên tâm là chắc chắn là con sẽ không có trách nhiệm phải bồi thường đâu. Nhưng đầu tiên đến là phải xin lỗi bạn, để cho nó hài hòa, vì sau này con vẫn còn học với bạn mà. Thì đến buổi sáng thì thầy có gọi điện. Thầy nói là hôm nay thầy cũng đã hỏi hai bạn rồi, thì sự việc cũng như thế. Nhưng mà bây giờ ý em như thế nào? Thì mình nói luôn là bây giờ em nói rõ quan điểm của em nhé. Nếu đòi em bồi thường ấy, gia đình kia yêu cầu em bồi thường, thì em sẽ không bồi thường. Vì đây là theo quy định của pháp luật thì cái học sinh gây thiệt hại trong trường là trách nhiệm bồi thường là của nhà trường. Thế còn nếu như mà gia đình bạn kia bạn đi sửa kính hoặc mua kính mới mà bảo em hỗ trợ một vài trăm giúp bạn kia thì em sẵn sàng. Còn nếu bảo em bồi thường em sẽ không. Đấy là quan điểm rõ ràng của em. Anh cứ trao đổi với gia đình bên kia trước. Đó thì
cái bạn của con mình ấy, thì bạn ấy rất là con gái thôi mà nhắn tin cho mình nhé, xong rồi còn tối gọi điện bảo cô ơi, hôm nay bạn Phúc làm gãy kính của cháu, cô xem, bảo cô bảo bạn ấy bồi thường cho cháu đi đấy. À, thế thì nếu như mình không có cách mà cư xử mềm mỏng, chắc chắn là mình đã đánh hoặc quát con rồi. Thế thì rất là may là mình nói rõ quan điểm với thầy giáo như thế, và cũng có một chút hiểu biết nên là mình xử lý nó nhẹ nhàng hơn. Thì đến trưa bạn ấy về, bạn ấy bảo là hỏi con là hôm nay ở trường thầy xử lý như thế nào rồi, thì bạn bảo cũng xử lý nhẹ nhàng như mẹ bạn, mẹ mình nhẹ nhàng như mẹ là như thế nào. Thì thầy bảo là mình là con trai, mình nên chủ động xin lỗi bạn trước. Đấy, thì thầy bảo rồi có cách giải quyết, cũng rất là may là thầy này lại cũng có cái cách giải quyết phù hợp. Thế là từ 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 hôm đấy này thì gia đình kia người ta cũng không có ý kiến gì, nhưng mà mình nhận thấy một đoạn rằng thực sự nếu mà mẹ mẹ cha mẹ và đặc biệt là người mẹ nếu có cách xử lý phù hợp và có kiến thức một chút ấy, thì mọi việc xử lý nó sẽ nhẹ nhàng hơn mọi người ạ, không có cái gì phải lo lắng đâu. Đấy, nên là mình cũng qua cái câu chuyện, mà mình vừa kể với mọi người, thì cũng hy vọng rằng trước bất kỳ một cái sự việc nào của con thì chúng ta cứ bình tĩnh giải quyết. Và như bà chị Nga vừa còn nói rằng là bất kỳ trường hợp nào đều có cái giải pháp, và nuôi con nó là một việc cực kỳ lớn, cực kỳ ý nghĩa, và nó một gọi là một việc đại sự, thực sự là một việc đại sự đấy. Và như chú Đặng Nguyên Vũ còn nói rằng trước khi trời trao chúng ta một cái việc gì lớn đều có những thử thách. Vậy thì chúng ta ở đây đang làm cha mẹ, đang làm một công việc đại sự thì chắc chắn luôn luôn có những thử thách. Thì nếu như chúng ta cùng đồng hành với nhau, làm việc nhóm, làm việc ở cái môi trường tốt đẹp như Uliframe, và đặc biệt là tham gia đầy đủ các cái buổi đọc sách như thế này, thì chắc chắn là chúng ta sẽ có những cái giải pháp để mà nuôi dạy con nó phù hợp. Và một lần nữa tặng lại với các cha mẹ đang có mặt ở đây, tặng lại 287 cha mẹ đang có mặt ở đây, đó là nuôi dạy con là đặc ân đặc quyền mà chỉ bản thân chúng ta mới có. Đấy, chỉ bản thân chúng ta mới có. Thế nên là các cha mẹ sẽ cùng với nhau để có những cái giải pháp nuôi dạy con nó phù hợp, và hy vọng rằng sau này tất cả những em bé của các cha mẹ làm Oliframe đều có những cái cuộc sống tốt đẹp, và các bạn ấy sẽ như cái trong cái cuốn sách mà bà Trần Nga đang có, đó là những em bé mạnh khỏe này, có lòng biết ơn, tự tin, kỷ luật, những em bé thông minh đấy. Thì rất hy vọng là sẽ có những cái điều đấy. Và một trong những cái lý do mà mình làm Oliframe ấy mọi người ạ, đó là mình rất khát khao những em bé ngay từ trong bào thai đã được mẹ cho sử dụng dinh dưỡng, và khi cha mẹ của các em làm Oliframe ấy, thì sẽ được nuôi dạy một cách tốt nhất. Đấy, nên là cái lý do mà mình rất thích làm Oliframe nó là ở cái điểm như thế. Cảm ơn bà Trận Nga đã cho mình chia sẻ, và Anh hy vọng rằng sau này sẽ có rất nhiều anh chị sẽ có những ý kiến đóng góp tích cực hơn để cho cái buổi đọc sách của chúng ta sẽ được lan tỏa nhiều hơn. Cảm ơn bà Triệu Nga và mọi người đã lắng nghe mình chia sẻ nhé. hay quá, có một câu chuyện rất là hay đúng không ạ, một câu chuyện mà đấy có thể là trong tương lai chúng ta sẽ gặp, nếu như mà con mình còn đang nhỏ thì có thể là trong tương lai mình sẽ gặp. Mà đã ai gọi là từng gặp trường hợp giống như chị Thúy chưa ạ, ví dụ con làm hỏng đồ của bạn, đã ai gặp trường hợp đấy chưa, hoặc là nếu mà ai chưa gặp trường hợp đấy bao giờ mọi người có thể comment số 1 đúng không ạ, ai chưa gặp cái tình huống là con mình làm hỏng đồ các thứ đấy, hoặc là mình như kiểu là gây ra một cái lỗi gì đấy rất là lớn ở trường học ấy, chưa bao giờ gặp, chưa gặp bao giờ, mọi người comment số 1 đâu em, chưa gặp bao giờ con mình gọi là phá hoại cái gì đấy đúng không ạ, đó ok ạ, rất nhiều người đúng không ạ, rất gọi là ở ở một cái ví dụ ở lớp học các thứ thì nó sẽ khó, gọi là chúng ta sẽ cần phải xử lý một cách khéo léo hơn. Thế thì chúng ta hãy dành một lời biết ơn với câu chuyện của chị Thúy đúng không ạ, nhờ có câu chuyện của chị Thúy mà chúng ta cũng hiểu ra được là đấy không phải là nó ví dụ như là mình sẽ phải đền bù ngay các thứ, mà nó lại còn nó liên quan đến giống như kiểu là pháp luật đúng không ạ, pháp luật sẽ có những cái gọi là quy định cho nó phù hợp vào từng cái hoàn cảnh các thứ. Chúng ta rất là biết ơn câu chuyện của chị Thúy đúng không ạ? Nhờ vậy mà khi trong tương lai giả sử chúng ta có gặp những cái tình huống như thế, chúng ta cũng sẽ rất là bình tĩnh để chúng ta có thể giải quyết được vấn đề.
chứ không phải là bảo đền cái là mình sẽ phải đền ngay, đúng không ạ? Đương nhiên đấy là cái sự trách nhiệm ở cái việc đấy, là chúng ta sẽ cần phải sau đó là sẽ cần phải trao đổi lại với con để con sẽ rút kinh nghiệm ở những cái lần sau, chứ không phải là thấy như thế là xong là cứ muốn làm gì thì làm, có người khác sẽ trách nhiệm hộ mình, đúng không ạ? Mình sẽ không làm như vậy, mình sẽ phân tích để con sẽ chịu trách nhiệm ở cái góc độ cá nhân của con, nhưng mà mình ở cái khía cạnh đấy là phải đền bù như nào đó, nó liên quan đến tài sản vân vân, thì chúng ta lại có những cái luật để quy định rồi, mình sẽ rất là yên tâm, đúng không ạ? Có thêm hiểu biết, phải gọi là xử lý vấn đề nó cũng cũng gọi là tự tin hơn rất nhiều, đúng không ạ? Đó, và lúc nãy chị Thúy cũng nói đấy là nuôi dạy con là một đặc ân, và gần đây thì chúng ta cũng đã đang chứng kiến một cái câu chuyện một em bé bị đánh đến mức tử vong, đúng không ạ? Và cái câu chuyện đấy thì đã nói lên một cái câu nói như này, đấy là bất cứ đứa trẻ nào cũng xứng đáng có cha mẹ, nhưng không phải cha mẹ nào cũng xứng đáng có con. Thế thì khi mà chúng ta đang có con, chúng ta được quyền để chúng ta có thể nuôi dạy con, cũng như là chúng ta được được bên cạnh con mỗi ngày, nhìn con phát triển, nhìn con lớn lên, chúng ta có cơ hội để chúng ta có thể là truyền tải những cái gì hay, những cái điều mà mình mong muốn con có được trong cuộc sống, thì chúng ta hãy gọi là trân trọng cái điều đó, bởi vì thực sự đó là một đặc ân. Và mỗi đứa trẻ đến với chúng ta là một món quà, con là khách quý, đúng không ạ? Chúng ta hãy thực sự nuôi dạy con theo đúng một cái cách nó văn minh, có cái sự hiểu biết, cũng như là mình thực sự tôn trọng con mình, cùng con phát huy những cái điểm mạnh, cũng như là dạy con những cái tính cách tốt, dạy con về đạo đức, dạy con về mọi mặt để con có thể hoàn thiện sau này, mọi người nhé. Và bất kỳ cái thời điểm nào khi chúng ta được nghe những điều này đều là những thời điểm tuyệt vời. Mình không cần phải hối lỗi với quá khứ, hãy tập trung vào hiện tại, đúng không ạ? Để chúng ta sẽ có những đứa trẻ tuyệt vời ở trong tương lai, mọi người nhé. Ok ạ, cảm ơn cả nhà đã cùng tham gia buổi đọc sách cuối tuần. Chúc mọi người là sẽ có một cuối tuần thật là nhiều năng lượng, cũng như là hãy dành thời gian nhiều hơn để mình có thể là chia sẻ với con của mình. Đấy, có thể là cuối tuần lại tổng kết cùng với con xem tuần vừa qua con đã làm được những cái gì, đúng không ạ? Tổng kết cùng với con, vui cùng với con, đúng không ạ? Cũng như là rút kinh nghiệm với con một số cái mà con sẽ cần phải để ý nhiều hơn. Đấy, xong có thể là đặt mục tiêu với con trong tuần tới, ví dụ như con nếu như ngày nào con cũng gọi là biết dọn đồ chơi các thứ thì cuối tuần là mẹ sẽ thưởng cho con cái gì đó, đúng không ạ? Đặt mục tiêu với con, ngày hôm nay con dọn đồ cái là mình sẽ dán cho con một cái sticker tích thưởng luôn, đúng không ạ? Đủ 5, ví dụ 5 cái sticker, chỉ cần 5 trên 7 ngày con dọn dẹp thôi là cuối tuần sau mẹ sẽ cho con đi chơi, hay là mẹ sẽ cho con đi cà phê cùng với mẹ, vân vân, đúng không ạ? Đấy, có thưởng có phạt rõ ràng, đúng không ạ? Ok ạ, cảm ơn cả nhà, xin chào mọi người có thể bật mic dành cho nhau những lời